Vạn cổ chí tôn, Lý Vân Tiêu. Tập 24. Chuyện này còn khó nói, người khống chế trận pháp có chút môn đạo. Nhưng mà còn chưa tới phiên ta quan tâm, huống hồ cũng không phải trong núi không lão hổ. Yến Nghị huynh ngươi không phải là một sao. Ha ha, Từ Thanh huynh thực sự biết nói đùa. Ta cảm giác lão hổ thật ra có mấy cái, nhưng mà dường như không có ý định ra tay a. Ha ha, vậy thì cứ chờ xem tình huống của ba con khỉ này đã. Nếu bị chạm, chúng ta ra tay phá trận cũng không muộn. Dù sao thời gian trong tu di sơn quý giá, chậm trễ một phút đồng hồ cũng là tổn thất lớn. Hai người nói chuyện đều dùng ngữ khí bình thường nói chuyện với nhau, không có che lấp chút nào. Trong lúc mọi người nhìn chằm chằm vào ba người trên không trung, nội thành yên lặng có thể nghe được tiếng kim rơi, nhưng mà những lời này tương đối lớn truyền vào tai hơn phân nửa người ở đây. Đại bộ phận đều là đệ tử Nam Vực. Vẻ mặt mang theo một tầng băng xương, bắt đầu còn chờ mong trận pháp bị phá vỡ, giờ phút này thì là hận không thể chụp chết đám người vực khác mới tốt. Lúc này đại thủ đánh rơi Lữ Thanh Thành lại ngưng tụ trên không trung lần nữa, lại vỗ tới ba người trên không trung. Sợ chết bọn chúng, chụp chết bọn chúng. Trong nội tâm những đệ tử Nam Vực này mặc niệm. Oanh! Ba đạo màu sắc khác nhau công kích vào đại thủ ấn vàng kim, bốn lực lượng va chạm với nhau, uy lực bất phàm. Oanh! Rốt cục trong nháy mắt, đại thủ ấn màu vàng bị ba lực lượng kia xuyên thủ, thủ ấn lập tức tán loạn, hóa thành khí tức màu vàng tiêu biến trong thiên địa. Phá tan! Trong nội tâm tất cả mọi người chấn động, kinh hỉ nảy ra, cảm xúc khó có thể hình dung. Đặc biệt là những người của Nam Vực, trong lòng không có tư vị. Ha ha, không gì hơn cái này. Trịnh Thất Tình giọng cười to vang vọng không trung. Cảm nhận được cảm giác sùng bái phía dưới. Cảm thấy thân thể đang lâng lâng. Trong lúc này hắn đột nhiên cảm thấy không đúng, khe hở ngũ sắc quang mang như mặt trời là cửa vào tu di sơn, lúc này trở nên đỏ hồng, tản mát hào quang yêu dị, từ từ hóa thành đồng tử một người. Ti, cái này xảy ra chuyện gì? Nội tâm của hắn thần chấn, lập tức cảm thấy một lực lượng trực tiếp tiến vào thức hải của hắn, hoàn toàn không có bất kỳ lực chống cự nào, hắn lại nhảy múa. Hai người khác ở trên không trung cũng như thế, tại đại thủ ấn màu vàng bị đánh tan liền nhìn thấy đồng tử màu đỏ yêu dị hiện ra. Ba người kia đang làm cái gì? Vì sao đánh tan đại thủ ấn lại không vào tu di sơn? The CLMM, ba tiện nhân này chẳng lẽ muốn ở trên không trung khoe khoang? Thật muốn chụp chết bọn chúng. Đoán chừng là thế, người mau nhìn, ba người này lại đang nhảy a. Mẹ kiếp, khiêu khích, khiêu khích. Đây rõ ràng là khiêu khích Nam Vực chúng ta, S. Phía dưới lập tức xuất hiện tiếng chửi ầm lên, những đệ tử Nam Vực, nhất là thiên tài đỉnh cấp của các thế lực đại phái làm sao nhìn được nhục nhã như thế, lập tức chửi ầm lên. Ba người kia khiêu vũ trên không trung, rõ ràng chính là khiêu khích và miệt thị người Nam Vực, làm cho tất cả mọi người nội tâm tức giận. Những cường giả vũ hoàng của các phái giận đến mức thất khiếu xì khói, toàn thân run rẩy. Nhưng thực lực người ta bày ra đó. Chuyện các ngươi làm không được đều bị người ta làm được cả. Ô Ương Đức cố gắng áp chế tức giận trong lòng, trầm giọng nói. Ba vị, đã có năng lực phá vỡ trận pháp áp chế, kính xin mở lối đi, để cho tất cả mọi người đi vào. Ba người kia dường như ngoảnh mặt làm ngơ với lời của hắn, càng nhảy càng vui. Phương Đức tức giận muốn hôn mê, hắn thả thần thức ra muốn tìm Lý Vân Tiêu ra. Vì sao có cảm giác không đung nhi? Ánh mắt Từ Thanh phía dưới đầy nghi hoặc, giật mình nói. Muốn nói khiêu vũ cũng bỏ đi, vì sao hèn mọn bị ổi như thế, ngay cả quần áo cũng cởi ra. Hắn bên cạnh thân Yến Nghị cũng là khó có thể lý giải, ngạc nhiên nói. Không thể nào, bọn chúng định làm gì, đang ở trước mặt mọi người mà dám cởi đồ làm chuyện đó. Chẳng lẽ Đông Vực đã cởi mở tới mức độ này? Người phía dưới nhanh chóng tức cười, ánh mắt mở to như chuông đồng. Ngây ngốc nhìn qua không trung. Động tác của ba người càng ngày càng hoang đường vô lý, lẫn nhau cởi sạch quần áo của nhau, trần trụi đứng trên hư không. Thật xấu hổ. Trong đám người không ít nữ đệ tử nhao nhao cúi đầu xuống. Không dám nhìn cảnh khó coi trên không trung. Loảng xoảng. Trầm Ngạo Bắc làm rơi thiên ngoại bá đao xuống đất, cắm thẳng vào mặt đất. Sau đó băng gấm của Dương Phương Chu, quạt của Trịnh Thất Tình nhao nhao rớt xuống. Nội tâm mọi người giật mình, đã nhìn ra vấn đề. Đây là ba kiện huyền khí cường đại, ba người kia cũng dựa vào tâm thần hợp nhất với huyền khí,
lúc này mới có thể phá vỡ cấm chế cửu cung vô trần trận. Hiện tại ba kiện huyền khí rơi xuống đất, chứng minh ba người trên bùa trời đã xảy ra vấn đề. Giờ phút này ba người đang tục tĩu lẫn nhau, người ta nhìn qua bụng dạ quay cuồng, không ít người nôn mửa nhanh chón. Lý Vân Tiêu đáng chết, hắn rốt cuộc đang làm cái gì? Ninh Linh Nhi cũng vừa tức vừa giận, sự kiện long trọng như thế bị hắn làm thành khó coi như vậy. Hơn nữa đắc tội rất nhiều thế lực nam vực không nói, hiện tại ngay cả người ba vực khác cũng không buông tha, cùng nhau đắc tội. Chẳng lẽ hắn muốn náo trở thành công địch của thiên vũ giới? Nhưng cũng có không ít đệ tử nam vực nhìn có chút hả hê, nhao nhao vỗ tay lớn tiếng khen hay. Trên bầu trời các cường giả vũ hoàng trợn mắt há hốc mồm, lúc trước tức giận biến thành vô hình, thay vào đó là tràn đầy đồng tình. Ba người này đều là thiên chi kiêu tử, tương lai là một phương bá chủ. Bây giờ dưới tình huống vạn chúng chú mục, về sau làm thế nào đứng chân được nữa? Từ Thanh cùng Yến Nghị cũng ngây ngốc, Yến Nghị nuốt vài ngụm nước miếng, khát khô nói. Từ Thanh huynh, người không phải vừa nói ba con khỉ này gặp chuyện không may thì có người xuất hiện ngay. Bây giờ nhìn ngươi biểu hiện đấy. Toàn thân Từ Thanh khẽ run rẩy, vội vàng nói. Ta đâu dám, ba vị cao thủ này thực lực hơn ta cả trăm lần còn như thế, ta đi lên còn không phải tìm tự ngược sao. Ta không được, ta không được. Trong đám người cũng không có không ít đệ tử muốn đi e lần thử một lần, lúc này cả đám câm như hết, cảm thấy bàn tay rét run. Ha ha, ngay cả Thành Viêm Vũ đều lâm vào trạng thái quái dị, giọng nói Lý Vân Tiêu bình thản truyền tới. Vì để chư vị không đến mức không kiên nhẫn, ta cố ý an bài người này nhảy múa phục vụ các vị, nhưng không thể ngờ ba người này lại ghê tởm như thế, háo sắc thành mạng rồi. Quả thực là đồi phong bại tục, hủy thể diện ba người mà. Chậc chậc, Đông Vực đúng là nơi thần kỳ a hát. Thân ảnh Lý Vân Tiêu dần dần hiển hiện ra trên hư không, hờ hững nhìn qua phía dưới, vẻ mặt đầy trêu tức nói ra. Như thế nào đây, chư vị xem có thỏa mãn hay không? Quẹ, quẹ, quẹ. Không ít mọi người không nhìn được nửa nôn mửa kịch liệt. Những nữ đệ tử gương mặt đỏ bừng ướt át. Lý Vân Tiêu nhìn qua ba người ở xa xa, cảm thấy bụng và ngực đang buồn bực sắp nôn, sắc mặt trắng bệch, vội vàng vung tay lên, một đạo linh quyết bay ra ngoài. Ba người này từ trên không trung rơi xuống, mất đi binh khí và quần áo trên người, tất cả đều bị chấn động thổ huyết, thần trí lúc này cũng tỉnh táo lại. Quẹ! Ba người này sau khi thanh tỉnh, chuyện đầu tiên làm chính là nôn mửa kịch liệt hơn bất cứ người nào khác. Sau đó vội vàng cầm quần áo mặc vào, thân thể run rẩy không ngừng, bọn họ nhìn qua lẫn nhau, lập tức lại quay đầu đi nôn mửa tiếp. Lý Vân Tiêu, quả nhiên là ngươi. Trong nội tâm Phương Đức đại chấn, tuy nghe được giọng của hắn, nhưng tận mắt thấy vẫn cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Ngươi có biết mình chọc vào đại họa hay không? Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Phương trưởng lão, không có việc gì, bình tĩnh chút đi. Ta đang chơi đùa với những tiểu bối này. Chính hắn cũng chỉ có bộ dáng 15 tuổi, lăng không mà đứng lại nói người bên dưới là tiểu bối, lập tức té xỉu một đám. Nhưng mỗi người đều nhìn chằm chằm vào hắn, muốn nhìn một chút hắn có ý gì. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười cười, vung tay lên đánh ra một đạo văn tự màu vàng vào màn sáng, hình thành một lối đi tiến vào Tu Di Sơn. Lúc này mới cất cao giọng nói. Chư vị, ta gần đây nghèo khó quá, muốn tìm chút tiền tiêu xài. Con đường này là lối đi tư nhân của ta, so với con đường các ngươi tiến vào Tu Di Sơn không quan hệ. Đương nhiên rồi, nếu muốn đi qua con đường này cũng được, giao nguyên thạch là xong. Soạt, người bên dưới sôi trào lên, nhao nhao nổi giận mắng. Ngươi quá tâm đen mà, từ khi vào thành tới bây giờ, ngươi đã kiếm được bao nhiêu tiền rồi hả? Còn muốn giao phí? Có người nhịn không được hỏi. Ta có tinh thạch danh ngạch, cũng không cần giao phí a. Hơn nữa tinh thạch danh ngạch này mua từ ngươi đấy. Lý Vân Tiêu bật cười khanh khách. Ngươi có tinh thạch danh ngạch liên quan gì tới ta? Vật này là ba đại thế lực nam vực ban phát, ngươi muốn làm gì thì đi tìm bọn họ đi. Ta chỉ là một tiểu thành chủ của Thành Viêm Vũ, làm gì có năng lực quản tinh thạch của các ngươi. Mọi người muốn đi vào thì xếp hàng đi, thời gian không đợi người. Tu Di Sơn quỷ mới biết rõ lúc nào khép kín. 500 vạn trung phẩm nguyên thạch một người a. Phốc phốc. Không ít người lập tức phún huyết ra, nghiến răng nghiến lợi nói. 500 vạn trung phẩm nguyên thạch một người, ngươi có phải là người không? Lý Vân Tiêu dáng tươi cười lập tức đông cứng lại,
chỉ vào người mắng hắn, nói. Ngươi, 1000 vạn trung phẩm nguyên thạch, không trả giá. Phốc, người nọ lại phun máu lần nữa, trực tiếp té xỉu trên đất. Lúc này đám cường ghỉa vũ hoàng, một lão giả áo đen không nhịn được nữa, bước ra một bước nói. Ngươi có biết ngươi làm như vậy không chỉ đắc tội thế lực Nam Vực, càng đắc tội với cả người của các thế lực trong thiên vũ giới hay không, đến lúc đó chạy trốn tới chân trời góc biển, chắc chắn hải cốt không còn. Lý Vân Tiêu lăng không mà đứng, lạnh lùng nhìn hắn một cái, khinh thường cười nói. Đã tranh thức ăn với chim, vậy mà còn lại kéo tất cả thế lực của thiên vũ giới vào, ha ha, đừng làm cho ta bật cười. Xin hỏi vị đại nhân này môn phái nào? Vũ Hoàng áo tím hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói. Thiên Hương Đế quốc Chiến Lang Thần Miếu, tương đương với Quý quốc Đoạn Tình Tông cùng Thiên Châu Môn. Ta có hảo tâm khuyên bảo. Tốt, biết rõ. Lý Vân Tiêu phất tay chen ngang lời của hắn, nhìn phía dưới lãnh đạm nói. Đệ tử Thiên Hương Đế quốc Chiến Lang Thần Miếu tất cả giao 1000 vạn trung phẩm nguyên thạch đi vào trong, còn có người nói nhảm nguyên thạch giao gấp đôi. Ti. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh, đặc biệt là những đệ tử Chiến Lang Thần Miếu sắc mặt xanh xao, ngây ngốc tại chỗ. Vũ Hoàng áo tím cũng ngạc nhiên sững sờ một chút, hắn không thể tin được. Mấy phút đồng hồ sau mới kịp phản ứng, giận dữ hét. Tiểu tử muốn chết. Đây không chỉ khiêu khích tôn nghiêm của Chiến Lang Thần Miếu, càng khiêu khích tôn nghiêm của hắn. Bao nhiêu năm rồi, tại Thiên Hương Đế quốc hoành hành không sợ. Mặc dù là người hoàng thất gặp hắn cũng phải tôn kính, cúi đầu xuống. Một tiểu thành chủ tại Hỏa Ô Đế quốc lại dám ở trước mặt nhiều người tát vào mặt của hắn, giận dữ đánh ra một đạo hàn quang. Hừ, quả nhiên là già mà hồ đồ. Động thủ trên địa bàn của ta, cậy già lên mặt. Lý Vân Tiêu thò tay lăng không một chảo, lập tức dưới ánh mặt trời ngưng tụ vạn đạo kim quang, hóa thành một thanh đại kiếm phá không chém tới. Tên vũ hoàng áo tím bị hàn quang bắn vào người. Đang nhận phải cửu cung vô trần trận trở ngại, càng ngày càng yếu. Làm sao là địch thủ của thanh đại kiếm chém tới chứ, va chạm một cái rồi biến mất, giống như trăm sông đổ vào biển cả, không còn chút gợn sóng nào cả. Kiếm thế kim quang không giảm, tiếp tục chém xuống. Oanh! Tên cường giả vũ hoàng áo tím vận chuyển chân khí bị trở ngại, tránh né không kịp, trực tiếp bị kiếm quang chém trúng, thân thể lập tức nổ tung một đoàn huyết hoa, thần sắc tái nhợt, hắn lui mấy bước trên không trung. Thân thể lung lay sắp đổ. Chi. Dưới mặt trời chiếu rọi, tất cả mọi người không cảm thụ được chút nhiệt độ nào cả, tất cả đều bị hàn ý bao phủ thân thể, toàn thân lạnh buốt. Vung tay kích thương Vũ Hoàng, tuy chỉ bằng vào uy lực của trận pháp, nhưng trùng kích thị giá quá mức cường đại. Huống chi người này là cường giả Vũ Hoàng, lại là trưởng lão Chiến Lang Thần Miếu. Một gã võ giả khiếp sợ sờ sờ mồ hôi lạnh trên mặt, sợ hãi nói ra. Trời ạ, tiểu tử này đã điên rồi. Đâu chỉ là điên, hắn còn kéo Thành Viêm Vũ vào cảnh vạn kiếp bất phục a hát. Ta đoán chừng Chiến Lang Thần Miếu rất nhanh sẽ dốc toàn bộ lực lượng triệt để san bằng Thành Viêm Vũ. Hư, nhỏ giọng một chút, chuyện này liên quan gì tới chúng ta? Tranh thủ thời gian giao tiền đi vào tu luyện, sau khi rời khỏi đây thì ngàn vạn đừng liên lụy vào. Thần tê tê yên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn a hát. Các loại xì xào bàn tán nhao nhao vang lên, cao thủ ba đại phái lăng không trên cao, trợn mắt há hốc mồm nhìn qua. Thế cục hoàn toàn mất khống chế, cả trang diện đều bị bọn họ chế ước, đây là chuyện nằm mơ cũng không nghĩ tới. Bên trong Nam Vực, không nói đến có năng lực này hay không, cho dù có thực lực thì có ai dám chọc vào phiền toái lớn bằng trời này, đối nghịch với tất cả thế lực Nam Vực. Đây không phải là tên điên tìm đường chết sao? Nhưng chuyện hoang đường như thế lại bày ra trước mặt bọn họ, không thể không tin. Nhưng Lý Vân Tiêu bộ dáng nước chảy mây trôi, căn bản không đặt chuyện này trong lòng. Hắn là ai? Hắn là Cửu Thiên Vũ Đế Cổ Phi Dương. Cho dù Tứ Hải Vương tộc, Yêu tộc lĩnh vực, Thánh vực thần đô, hắn đã cãi nhau trở mặt rồi, còn phải sợ ai? Mà ở kiếp này, hắn hung hăng càn quấy còn đặc sắc hơn cả Cổ Phi Dương. Trong hàng vạn tên đệ tử, vài tên nhân viên Chu ra tay cầm tinh thạch danh ngạch, tâm thần cực độ bất định bất an. Thời điểm này bọn họ cảm thấy gia tộc ăn thiệt thòi cũng không oan, ngược lại cảm thấy vạn phần may mắn. Đụng phải loại kẻ điên không muốn sống này, không chọc vào là may mắn. Nghĩ tới Huỳnh Dương gia bị tiêu diệt không một chút tiếng động, hiện tại tác phẩm băng điêu còn bày trong hoàng thành,
đây là giáo huấn máu chảy đầm đìa a. Đây là tên điên, ngàn vạn không thể chọc hắn. Lúc này một gã nam tử trên áo thiêu ấn ký đồng tiền đi lên bậc thang, ném nguyên thạch cho Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu tiếp nhận nguyên thạch, đôi mắt nhìn quét qua ấn ký đồng tiền trên người của hắn, đồng tử hơi co rúm lại, lúc này mới cười tủm tỉm nói. Có thể đi lên. Nam tử kia mỉm cười, phát ra tiếng hừ lạnh nhỏ bé, hắn là người đầu tiên đi vào thông đạo. Rốt cục có người đi vào. Trong nội tâm tất cả mọi người đều có ý niệm này trong đầu, những kẻ có tiền nhao nhao cầm tiền đi lên, rất nhanh đã có hơn 3.000 người đi vào. Dù sao những đệ tử thế lực lớn không tham gia đấu giá, trên người vẫn rất giàu có. Nhưng mà nhiều đệ tử sắc mặt tái nhợt, bọn họ làm gì có thể lấy ra 500 vạn trung phẩm nguyên thạch. Ngươi đứng lại. Lý Vân Tiêu chỉ vào Thủy Lạc Yên đang muốn đi qua, nói. Ngươi đưa thêm 200 vạn khối nữa. Sắc mặt Thủy Lạc Yên đại biến, tức giận nói. Vì cái gì ta phải giao nhiều như thế? Ha ha, không có vì cái gì. Muốn người ra nhiều hơn kẻ khác một chút. Lý Vân Tiêu phẩy hai tay, vẻ mặt bất đắc dĩ, nói. Đây là thông đạo tư nhân của ta, muốn nhận bao nhiêu thu bao nhiêu, ngươi không nên không phục lời nói, đến đánh ta đi. Ngươi, khinh người quá đáng. Sắc mặt Thủy Lạc Yên âm hàn, tức giận nói. Đừng tưởng rằng khống chế đại trận thì thiên hạ vô địch. Hôm nay làm ngươi chết đi, cũng cho tiện nhân Đinh Linh Nhi kia một cái giáo huấn. Nàng giơ tay lên, một hạt châu bén nhọn kêu vang, phá không lao tới. Hạt châu kia màu lam nhạt, xoay tròn trên không trung, bộ dáng xinh đẹp đáng yêu. Đồng tử Lý Vân Tiêu co rụt lại, lộ ra vẻ khiếp sợ, thân thể lui ra phía sau, giơ một tay lên ngưng tụ trường kiếm kim quang vạn trượng chém thẳng tới. Oanh! Trường kiếm màu vàng chém thẳng vào hạt châu kia, thủy nguyên lực lập tức bành trướng, vậy mà càng lúc càng lớn. Trực tiếp thôn phệ kiếm quang của Lý Vân Tiêu vào trong, cả đám nước kia ngưng tụ thành nắm đấm trên không trung, nhanh chóng đánh thẳng vào Lý Vân Tiêu. Mà mẹ mày, quả nhiên là võ y kết đan. Lý Vân Tiêu kinh hãi, không thể ngờ Thủy Lạc Yên vừa ra tay đã sắc bén như thế, thứ chân quý như vậy nói ném là ném. Hắn tiếp tục bay lên không trung, một đạo hào quang màu vàng bị hắn kéo đi, giống như bức màn che chắn trước mặt hắn. Ầm ầm. Nắm đấm thủy nguyên tố to lớn kia không cách nào đánh tan phòng ngự của Thái Hư Thiên Đô bảo trận, chấn động Lý Vân Tiêu từ không trung rơi xuống, nhanh chóng lui ra xa xa. Ánh mắt Thủy Lạc Yên mang theo một tia kinh ngạc, nhưng nhiều hơn chính là đắc ý phi phàm, đi nhanh vào bậc thang, tiến vào trong Tu Di Sơn. Lý Vân Tiêu bị nắm đấm này áp đảo tới biên giới thành Viêm Vũ, bởi vì Thái Hư Thiên Đô bảo trận bị hắn mở ra song hướng, cho nên không cách nào đột phá ra ngoài, thân thể bị áp chế gắt gao. Hoàn toàn dừng lại. Hắn cắn răng một cái, khoa đầu văn màu vàng xoay tròn nhanh chóng, nó như hồ điệp bay múa tiến vào quyền ảnh kia, nắm đấm thủy nguyên lực kia tỏa ra từng đạo kim mang, hào quang lập lòe. Nắm đấm dường như bị lực lượng nào đó kiềm chế, Lý Vân Tiêu hai tay đột nhiên bạo phát, vận chuyển chí cường bá thể tới cực hạn, đẩy ra một khe hở nhỏ, vèo một cái thừa cơ lao đi. Quyền uy đung đưa bốn phía, hắn bước vào hư không vài bước. Mỗi một bước đều có mấy đạo hư ảnh, lúc này mới thoát ra khỏi uy áp của nắm đấm kia, không ngừng quay đầu nhìn lại, trong mắt kinh hãi liên tục. Uy lực của một quyền này đạt tới vũ tôn, may mắn là đang ở bên trong thành Viêm Vũ, mượn nhờ phòng ngự của Thái Hư Thiên Đô bảo trận ngăn cản, nếu không một quyền này đã đánh chết hắn tại chỗ. Lúc này có một đám người thừa dịp hắn bị chấn bay ra lao nhanh vào trong thông đạo. Cả bậc thang chặt nít người, lung lay sắp đổ. Lách vào con em ngươi a hát, lại lách vào lão tử bạo cúc ngươi. Ta thao, mông của ai áp vào mặt ta vậy, các ngươi là một đám súc sinh. Ai nguyên thạch ai rơi ra kìa, nhanh đi nhặt đi. Mẹ kiếp, ai lấy tiểu kê kê chọc vào bờ mông của ta, ta giết cả nhà kẻ đó. Các loại tiếng chửi bậy vang lên, những người này lách vào trong lối vào. Bởi vì cái gọi là chiếm tiên cơ nhặt được đại tiện nghi, không ít người đã nhao nhao tiến vào trong Tu Di Sơn. Người phía sau nội tâm nóng như lửa đốt. Lúc này trên không trung bắn ra vạn đạo kim quang, phát ra âm thanh vù vù chém thẳng vào bậc thang. Qua, tiểu tử kia trở về, chạy mau a hát. Trong lúc nhất thời máu tươi tung bay tứ tung trên bậc thang, tất cả mọi người trực tiếp nhảy xuống, nhao nhao bỏ chạy ra bốn phía. Thân ảnh Lý Vân Tiêu trực tiếp xuất hiện trên thông đạo, lạnh lùng nói. Rất tốt, vừa rồi tiến vào bao nhiêu người ta không biết được.
nhưng mà phí tổn của bọn chúng sẽ do các ngươi bỏ ra, kế tiếp mỗi người chướng giá 700 vạn nguyên thạch. Hiện tại bắt đầu xếp hàng vào bàn A. Ti. Người phía dưới hít khí lạnh, nhao nhao giận dữ kháng nghị. Dựa vào cái gì bọn chúng trốn vé mà chúng ta phải bỏ ra? Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Có vào hay không tùy các ngươi, bậc thang của ta còn một phút nữa sẽ rơi xuống, đến lúc đó bản thân ta cũng tiến vào trong Tu Di Sơn, các ngươi nên chờ lần tiếp theo đi. Người phía dưới xanh mặt, kiên trì móc nguyên thạch ra đi vào bậc thang. Ta nói từ Thanh Huynh, từ một kích vừa rồi mà nhìn, tiểu tử này dường như cũng không có cường đại như tưởng tượng. Không bằng ta và ngươi liên thủ trấn áp hắn. Trấn áp, ngươi biết tiểu nha đầu vừa rồi ném quyền ảnh màu xanh kia là cái gì không? Đó là võ y kết đan. Ti, làm sao có thể? Võ y kết đan là do cường giả tuyệt thế phong bế một kích thành một viên đan, ban cho hậu bối dùng phòng thân. Giá trị không dưới 1.000 vạn trung phẩm nguyên đâu. Cũng không phải thế, một kích vừa rồi chính là cường giả vũ tôn đỉnh phong ngưng tụ một quyền thành đan, cho nên uy lực có thể phát huy ra lực lượng vũ tôn, lúc này mới trấn trụ Lý Vân Tiêu. Nếu không ở thành Viêm Vũ này, hắn có mấy trận pháp cường đại bảo hộ, ai làm gì được hắn? Chậc chậc, tiểu hài tử kia đúng là có tiền a hát, tha rằng ném ra công kích giá trên trời, cũng không chịu bỏ ra 1.000 vạn nguyên thạch. Ngươi mới biết được, ta cho ngươi biết, tiểu nữ hài kia chính là người trẻ tuổi mạnh nhất thế hệ này của Mạn Đa Thương Hội đấy. Một trong 7 đại thương minh, ngươi nói có tiền hay không có tiền. Ha ha, Yến Nghị huynh quả nhiên là hạ lưu bại hoại. Ngươi mà có bản lãnh đó thì cứ đi hái, 1.000 vạn đừng trở ngại mặt mũi của ta. Ha ha, bắt tới tay, hắc hắc, từ Thanh Huynh, không phải ta thổi, nhớ ngày đó. Hai người nghị luận một hồi, kết quả biến thành cười rộ lên. Kế tiếp bắt đầu bàn luận chủ đề mỹ nữ đủ loại. Sau một lúc mới phát hiện bây giờ không phải là thời điểm bàn về nữ nhân, nhưng cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn là bỏ tiền, chỉ kiên chỉ giao nộp nguyên thạch tiến vào trong mà thôi. Nhưng mà thời điểm đi vào, ánh mắt Lý Vân Tiêu dường như nhìn qua hai người bọn họ vài cái, lại làm cho hai người có loại cảm giác bị hắn nhìn thấu, trong nội tâm lạnh cả người. Có muốn vào hay không? Không có thì bậc thang của ta đóng cửa. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn qua bên dưới, mỗi người trên mặt đều đầy lo lắng, nhưng không có nguyên thạch. Một người nhịn không được mở miệng nói. Ta dùng huyền khí và các loại bảo bối thay vào được không? Lý Vân Tiêu híp mắt cười nói. Đương nhiên có thể, nhưng mà tất cả phải chiết khấu 70%, lên đây đi. Người nọ lập tức đại hỉ móc một đống lớn đồ vật ra, biểu hiện ra từng cái, nói. Đại ca, chính ngươi nhìn xem, ngươi cảm thấy cái nào đáng giá thì cầm đi, những vật này tổng cộng giá trị khẳng định không dưới 500 vạn nguyên thạch, ta còn có 500 vạn nguyên thạch. Lý Vân Tiêu nhìn cũng không nhìn, trực tiếp khẽ quét qua thu toàn bộ vào trong nhẫn, nói. Không sai biệt lắm, ngươi vào đi thôi. Người nọ trên trán đổ mồ hôi, ngượng ngùng nói. Đại ca A Hát, huyền khí của ta ngươi cũng thu rồi, vào trong Tu Di Sơn rất nguy hiểm, lưu cho ta phòng thân được không? Lý Vân Tiêu nhướng mày, quát. Ngươi vào hay không vào? Người nọ run rẩy một cái, vội vàng nói. Vào, vào. Hắn lao nhanh đi, bóng người không thấy rõ đã tiến vào thông đạo, tốc độ cực nhanh, làm cho người ta líu lưỡi. Kế tiếp rất nhiều người bắt đầu mở nhẫn chữ vật ra, tùy ý Lý Vân Tiêu càn quét, thóng cái lại có mấy ngàn người đi vào. Còn thừa lại đều là người nghèo khổ chân chính, đặc biệt là những kẻ mua tinh thạch danh ngạch, cơ hồ đang ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc giống lên. Hảo hảo, bản thiếu gia cũng không muốn khó xử mọi người. Dù sao đều đi lại lăn lộn trên đại lục, ta xem các ngươi cũng thật sự không có tiền. Hiện tại giá cả giảm xuống, chỉ cần ra 300 vạn trung phẩm nguyên thạch. Cũng có thể đi vào. Đương nhiên, cầm đồ vật chống đỡ cũng được. Lý Vân Tiêu không đếm xỉa tới nói ra. Cái gì? Người phía dưới sững sờ. Còn có mấy người còn đi trên bậc thang, đều là người vừa rồi dùng 700 vạn nguyên thạch cùng vật ngang giá đổi, thiếu chút nữa lảo đảo té xuống toàn bộ, tất cả đều khóc không ra nước mắt. Lý Vân Tiêu trời đánh, đây là muốn xảo trá mọi người sạch sẽ. Trên bầu trời đám cường giả vũ hoàng một đám dựng tóc thổi râu, nhưng lại không có biện pháp. Lần này lại có rất nhiều người vui vẻ, nhao nhao tranh thủ thời gian móc bảo bối tùy thân và nguyên thạch ra, toàn bộ đưa lên. Sau đó vô cùng dũng mãnh tiến vào thông đạo,
cũng cảm giác mình chiếm một đại tiện nghi, vô cùng vui mừng. Lý Vân Tiêu hết sức hài lòng nhìn qua chung quanh, nói. Tốt, một đám cuối cùng, ra 100 vạn thì có thể tiến vào, quy củ cũ, có thể dùng thứ đồ vật chống đỡ. Chút tiền ấy cũng không kiếm ra được, ta cũng không còn lời nào để nói. Dầm ào ào, những tên bỏ ra 500 vạn nguyên thạch trên đầu đầy hắc tuyến, ngã sấp xuống một mảng lớn. Kể từ đó những đệ tử này bị hắn lừa dối sạch sẽ. Cuối cùng còn lại mấy trăm người, tất cả đều khóc không ra nước mắt, đặc biệt là một ít kẻ cầm tinh thạch danh ngạch trong tay, khóc hô. Đại ca, thành chủ đại ca, vì mua tinh thạch, ta cái gì cũng đã bán đi, ngươi để cho ta vào đi thôi. Tiền thiếu ngươi ta nhất định sẽ trả. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn qua đám người kia, mắng. 100 vạn trung phẩm nguyên thạch đều cầm không ra, cũng có mặt mũi đến Tu Di Sơn. Khốn kiếp, toàn bộ cút vào đi thôi, lần sau còn nghèo như vậy, ta giết sạch các ngươi. À, cái gì, không cần giao tiền. Đám người phía dưới trợn mắt há hốc mồm, dường như khó mà tin được. Nhưng nhìn thấy sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, lập tức cả kinh, vội vàng lao vào trong thông đạo. Những kẻ giao 100 vạn nguyên thạch cho rằng mình đã chiếm tiện nghi, tất cả đều té xỉu. Rất nhanh đệ tử trẻ tuổi trong cả thành Viêm Vũ đều đi không còn ai, một không dư thừa. Ngay cả những cường giả Vũ Hoàng trên không trung nhìn qua cảnh này cũng trợn mắt há hốc mồm. Thì ra tiểu tử này không phải muốn ngăn cản người ta, mà là muốn xảo trá toàn bộ một lần a hát. Trời ơi, lần này hắn kiếm bao nhiêu nguyên thạch, những người này nghĩ cũng không dám nghĩ nữa, chỉ cảm thấy số lượng quá mức khủng bố. Chúng ta vào đi thôi. Lý Vân Tiêu cười nhìn Đinh Linh Nhi phất phất tay. Đinh Linh Nhi hung hăng chừng hắn một cái, tức giận nói. Đại ca, ta cũng không tiền. Lý Vân Tiêu chép miệng, trêu đùa. Hắc hắc, mỹ nữ thì không cần tiền, cần chút da thịt là được rồi. Sắc mặt Đinh Linh Nhi đỏ bừng, giận dữ hừ một câu, nhưng nội tâm lại vui thích. Nhưng nghĩ đến ý tứ của câu da thịt, lập tức sắc mặt e lệ, trên mặt xấu hổ ửng đỏ. Lý Vân Tiêu đột nhiên cảm thấy tự mình nói sai, xấu hổ cười hai tiếng, hai người một trước một sau cùng tiến vào trong Tu Di Sơn. Lúc này bậc thang tiến vào đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại khe hở xuất hiện trên bầu trời. Cả thành Viêm Vũ trở nên trống rỗng. Những tên cường giả Vũ Hoàng đứng trên không trung sắc mặt bất thiện, không biết làm cảm tưởng gì. Đặc biệt là cường giả Vũ Hoàng áo tím dùng giọng khàn khàn như quát lên. Quá kiêu ngạo, chuyện này phải lập tức báo cáo, sau đó các môn phái phái cao thủ tới san bằng thành Viêm Vũ. Chờ cửa vào Tu Di Sơn khép lại, bắt Lý Vân Tiêu phanh thây xé xác. Phương Đức rất có tâm giữ gìn, nói. Không có nghiêm trọng như vậy chứ. Không phải tất cả mọi người đi vào rồi sao? Hắn dường như cũng không có làm khó bất cứ người nào nha. Cái này còn không có làm khó. Ngươi tính toán toán hắn xảo trá bao nhiêu nguyên thạch. Vũ Hoàng áo tím gầm hét lên, tức giận nói. Hôm nay xảo trá những nguyên thạch này, lúc trước xảo trá phí vào thành và phí vào đấu giá hội, cơ hồ chống đỡ vượt qua nội tình một đại tông môn chúng ta rồi. Thì tính sao, đây là bổn sự của hắn, người có bản sự thì làm đi. Phương Đức không nhanh không chậm hừ lạnh, chỉ cần Lý Vân Tiêu không có làm ra chuyện gì quá giới hạn, đệ tử các đại phái toàn bộ tiến vào bên trong Tu Di Sơn, hắn yên tâm lại. Ngươi! Lão giả áo tím chán nản, toàn thân run rẩy không ngừng. Hoàng Tiểu Long quát! Chuyện này cũng là do chúng ta sai lầm trước, bị tiểu tử kia lợi dụng sơ hở. Nhưng mà chuyện này vui đùa quá lớn rồi, việc này phải nghiêm trị không tha. Nếu không mặt mũi và uy nghiêm các phái nam vực chúng ta còn đâu. Đồ Lỗi cũng mở miệng nói. Tiểu Long huynh nói không sai, nhưng chuyện này không cần liên lụy tới người vô tội. Ta đề nghị chờ ngày Tu Di Sơn khép kín, bắt lấy Lý Vân Tiêu nghiêm trị là được, không cần liên quan tới người không quan hệ của thành Viêm Vũ. Hơn 10 tên Vũ Hoàng đều nhao nhao gật đầu, nói. Đúng vậy. Lý Vân Tiêu cùng Đinh Linh Nhi vừa bước vào trong lối đi, lập tức toàn thân bị hào quang 5 màu bao phủ, bị hút vào trong khe hở kia, bốn phía tràn ngập các loại hào quang khác. Nhìn qua rất huy hoàng. Cảnh tượng trước mắt không ngừng biến hóa, rất nhanh đã tiến vào khu đất trống, mọi nơi không có thân ảnh của ai cả. Thông đạo truyền tống tiến vào là tùy tính, Đinh Linh Nhi không biết truyền tống đi nơi nào. Linh khí bên trong nồng đậm như sương sớm, hít một hơi là cảm thấy toàn thân thoải mái nói không nên lời.
Đây cũng là Tu Di Sơn sao? Lý Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn chung quanh, trong thiên vũ giới nơi này là tiên cảnh duy nhất hạn chế tuổi tiến vào. Tuy kiếp trước cũng có thời điểm mở ra, nhưng hắn đã không cách nào tiến vào, không thể ngờ kiếp này có thể đền bù tiếc nuối. Nguyên khí thật tinh thuần, không chỉ càng nồng đậm hơn, dường như còn ẩn chứa đồ vật gì đó. Lý Vân Tiêu tinh tế cảm thụ, trong nội tâm có chút xúc động, dường như có cảm giác thập phần tương tự như giới thần bi, hắn giật mình hoảng sợ. Hẳn Tu Di Sơn quả thật là thượng cổ đại năng tự tay mở ra một không gian độc lập, sau đó xói mòn bên trong không gian loạn lưu. Mặc kệ, thời gian cực kỳ quý giá, ta phải nhanh chóng hấp thu linh khí trong nơi này. Hắn bay lên không trung, mang thần thức phóng ra vô hạn, rất nhanh trong vòng ngàn dặm đều nằm trong cảm giác của hắn. Làm cho hắn vô cùng chấn động là, vậy mà chỉ phát giác được tung tích của một người đang chạy trốn trong rừng. Có hơn vạn người tiến vào, trong vòng ngàn dặm vậy mà chỉ có một người, Tu Di Sơn to lớn dường như vượt qua tưởng tượng của hắn. Ân, phía đông là một sơn cốc có linh khí hóa dịch, đi tới đó mới tốt. Hắn đã chọn một nơi, vỗ nhẹ một khung chiến xa, bay thẳng tới sơn cốc. Trong cốc là biển linh khí tràn ngập, nếu đặt ở Thiên Vũ Đại Lục, tuyệt đối sẽ bị các siêu cấp thế lực tranh giành làm bảo địa của mình. Kim quang trong mi tâm Lý Vân Tiêu lóe lên, giới thần bi lập tức bay ra ngoài, lao thẳng vào trong sơn cốc kia. Oanh! Thân bia rơi xuống bắn ra rất nhiều bọt nước, đều là nguyên khí hóa dịch chảy trong đáy cốc. Linh hồn hiển ảnh của Lý Vân Tiêu xuất hiện bên trong giới thần bi, hắn mở cửu long nhiếp linh trận ra, lập tức hấp thu linh khí như dòng sông tiến vào bên trong, thoải mái tứ đại vực giới, thoải mái mặt đất khô cạn. Có thể hấp bao nhiêu là bao nhiêu, cửa vào Tu Di Sơn không biết sẽ đóng lại khi nào. Căn cứ dĩ vãng ghi lại đều là 3 tháng. Tất cả mọi người bên trong sẽ bị truyền tống ra ngoài, mà cửa vào sẽ biến mất trong thiên vũ giới. 3 tháng, không biết có thể làm giới thần bi khôi phục tới trình độ nào. Hắn đang muốn rời đi thì một thân ảnh xuất hiện trước mặt của hắn. Đúng là Lạc Vân Thường, nói. Tại đây chính là Tu Di Sơn, ta muốn đi ra ngoài. Đồng tử Lý Vân Tiêu co rụt lại, vui vẻ nói. Vân Thường lão sư vậy mà đạt tới cửu tinh vũ quân đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa có thể vượt qua Vũ Vương. Bên ngoài rất nguy hiểm, không bằng ở nơi này đi, ở trong hỏa chi vực giới trình độ linh khí còn cao hơn ở bên ngoài đấy. Lạc Vân Thường khẽ nói. Có ngươi ở đây, ta sợ cái gì? Nàng đột nhiên ý thức được câu nói của mình dường như có vấn đề, trên mặt đầy ý xấu hổ, tức giận nói. Để cho ta ra ngoài hay không? Lý Vân Tiêu quính lên, vội vàng vung tay, Lạc Vân Thường lập tức xuất hiện trên chiến xa ngoài sơn cốc, hai người sóng vai mà đứng. Thế giới thật xinh đẹp a! Lạc Vân Thường hai mắt tỏa sáng, thân thể lập tức đứng thẳng. Lý Vân Tiêu cười khổ một tiếng, nghiêm nghị nói. Lạc lão sư! Tu Di Sơn chính là một trong 4 đại tiên cảnh của thiên vũ giới, bên trong nguy hiểm khó dò, mặc dù là ta cũng phải thận trọng từng bước. Ta cảm thấy ngươi nên ở nơi này khổ tu, chờ bị truyền tống ra ngoài thì tốt hơn. Lạc Vân Thường sắc mặt lạnh lẽo, khẽ nói. Ta tự có chừng mực, há nhờ ngươi dạy. Trong lòng Lý Vân Tiêu âm thầm phát khổ, Lạc Vân Thường ở trước mặt hắn bộ dáng càng giống tiểu nữ hài, đây cũng không phải là điểm tốt gì a. Hắn chính muốn nói cái gì? Đột nhiên nhướng mày, vội vàng một chưởng đập lên chiến xa, liền nhanh chóng lao xuống, ẩn nấp vào trong rừng cây. Hư, có người đến. Lý Vân Tiêu làm thủ thế không nói, trong thời gian ngắn thì có một bóng người lao tới nhanh chóng. Trong nội tâm Lạc Vân Thường kinh hãi không thôi, thần thức của Lý Vân Tiêu không ngờ cường hãn như vậy. Huynh đệ phía trước, cứu mạng, cứu ta một mạng, tất nhiên có hậu báo. Người nọ liều mạng chạy tứ oi. Nhìn qua hướng của hai người quát to lên, hiển nhiên là đã phát hiện bọn họ. Lạc Vân Thường càng kinh hãi hơn, nơi bọn họ ẩn thân bị Lý Vân Tiêu dùng thần thức che đậy, trừ phi thần thức cường đại hơn quá nhiều, nếu không quả quyết không có đạo lý bị phát hiện. Nhưng mà người tới quá quái vật rồi, không ngờ đã phát hiện bọn họ. Lý Vân Tiêu cũng nhướng mày, cảm thấy vạn phần không thể tưởng tượng nổi. Tuy đám tiểu bối này là thiên tài nổi bật trong các thế lực lớn, nhưng muốn nói thần niệm có thể phá vỡ che đậy của hắn là không có khả năng. Ta biết rõ các ngươi tại đây, chớ né. Đằng sau ta có thứ lợi hại, mọi người cùng nhau liên thủ tiêu diệt nó. Không chỉ có chỗ tốt toàn bộ quy cho các ngươi, hơn nữa còn có hồi báo. Người nọ chạy như điên tới, phương hướng đúng là vị trí của hai người không nghi ngờ.
Lý Vân Tiêu triệt để bài trừ một tia may mắn sót lại trong lòng, cùng Lạc Vân Thường đi ra khỏi nơi che đậy. Người nọ vừa thấy bóng người xuất hiện, lập tức vui mừng quá đỗi, nhưng rất nhanh liền hóa thành thất lạc cực lớn, thất vọng kêu lên. Cái gì? Dĩ nhiên là hai vũ quân. Mẹ kiếp, loại tu vi rác rưởi này làm bia đỡ đạn còn chưa đủ à? Hắn đang muốn quay người cải biến phương hướng, lúc này hắn sững sờ, ngẩn người sững sờ nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, cả kinh kêu lên. Ngươi là Lý Vân Tiêu. Quá tốt, cuối cùng gặp được kẻ có chút thực lực. Hắn vội vàng vèo một cái lẻn tới bên cạnh hai người, vươn tay ra huyên thuyên nói thật dài. Lý Vân Tiêu mặt không biểu tình, duỗi tay phải ra. Chu Tử Nguyên vội vàng kích động duỗi tay phải ra muốn nắm lại, cho rằng đối phương đồng ý yêu cầu hợp tác của mình. Ai biết Lý Vân Tiêu trực tiếp dùng tay phải đẩy hắn qua một bên, lạnh lùng nói ra. Đừng chống đỡ. Ánh mắt của hắn như sao trời nhìn qua rừng cây, trong ánh mắt tinh mang chớp động. Chu Tử Nguyên ngượng ngùng xấu hổ, nói. Quái vật kia biết ẩn tàng thân hình, ta đến bây giờ cũng không nhìn ra bộ dáng của nó. Chỉ bị công kích không ngừng. Lý Vân Tiêu nhìn hắn một cái, hồ nghi nói. Ngươi ngay cả thần thức che đậy của A đều có thể xem thấu, sao có thể không nhìn thấy hình thái của quái vật kia? Chu Tử Nguyên cười hì hì móc một cái gương ra lắc lắc, nói. Ta chỉ dùng hạo thiên kính này quan trắc trong vòng ngàn dặm, chỉ phát hiện thân ảnh của hai vị. Hắn nhíu mày nói. Kỳ quái, vừa rồi nơi này chỉ có một người, vì sao đột nhiên nhiều ra một người? Hạo thiên kính không có khả năng xảy ra sai lầm à? Đúng rồi, người nhất định là vừa từ thành viêm vũ tiến vào, đúng rồi, lúc này mới giải thích thông. Chu Tử Nguyên vỗ đầu một cái, lập tức nghĩ thông suốt. Lý Vân Tiêu theo dõi hạo thiên kính trong tay của hắn, lúc này mới cười nhạo nói. Chớ ở trước mặt ta, trang bức, Mai Hoa Đảo tuy không phải đại phái, nhưng hạo thiên kính cũng là cửu giai huyền khí đại danh đỉnh đỉnh, là trấn đảo chi bảo của Mai Hoa Đảo. Trong tay ngươi chỉ là hàng nhái tìm thất giai thuật luyện sư phỏng chế theo mà thôi. Chu Tử Nguyên chấn động, cầm hạo thiên kính thật chặt, sợ bị Lý Vân Tiêu đoạt đi, cả kinh nói. Ngươi làm sao thấy được, ta cũng không xài hàng phỏng chế, nó gọi là tiểu hạo thiên kính. Tiểu con em ngươi, cầm hàng nhái xem là bảo bối, lăn qua một bên, đừng tìm mất mặt. Lý Vân Tiêu trực tiếp một cước đá Chu Tử Nguyên văng ra, lúc này mới quay người dò xét rừng cây kia. Trong con ngươi tinh mang chớp động. Trong rừng cây trống rỗng có một lực lượng kỳ dị lan tràn, loại lực lượng này giống như dung làm một thể với rừng cây bốn phía, dưới thần thức của hắn quan sát đã phát hiện trên lá của những cây đại thụ có một ít chất lỏng màu xanh lá đang hoạt động, giống như có tánh mạng vậy. Cẩn thận! Lạc Vân Thường thấy Lý Vân Tiêu muốn đi qua, vội vàng kéo hắn lại, bật thốt lên nói. Đừng đi qua, Chu Tử Nguyên là Vũ Tông cũng không có biện pháp gì. Lý Vân Tiêu cười vỗ vỗ tay nàng, nói. Yên tâm, Vũ Tông tính toán cái gì, ta không sợ. Sắc mặt Chu Tử Nguyên đen lại, vô cùng xấu hổ. Lý Vân Tiêu chậm rãi đi về phía trước, bước ra 7 bước thì đặt mình ở giữa một ít chất lỏng màu xanh lá kia, lẳng lặng quan sát. Xíu, yêu yêu. Một tiếng xé gió vang lên, dưới chân Lý Vân Tiêu dẫm mạnh, thân ảnh thuấn gian di động, hóa thành một đạo tàn ảnh, trên cánh tay quét qua không trung. Trên da thịt có một vết cắt rất nhỏ. Trong nội tâm Lạc Vân Thường chấn động, nàng đã mở mắt lên to nhất, vậy mà không có thấy rõ Lý Vân Tiêu bị công kích như thế nào. Chu Tử Nguyên bên cạnh giường như bắt được cái gì đó, hiển nhiên là nhìn thấy được cái gì. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu. Trong lúc đó lại có mấy tiếng xé gió truyền đến, hơn nữa tần suất cũng rất cao, thân ảnh của nó vây quanh Lý Vân Tiêu không ngừng. Hóa ra ngàn vạn đạo tàn ảnh, cơ hồ khó có thể phân biệt chân thân. Lúc này Lạc Vân Thường mới nhìn ra mánh khóe, dường như có vật thể kia không ngừng xuyên qua rừng cây, tạo thành không khí vỡ nát sinh ra công kích mạnh mẽ. Chu Tử Nguyên càng mở to mắt quan sát, hắn trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt đầy khiếp sợ. Loại công kích này hắn muốn tránh cực kỳ khó khăn, giờ phút này quanh người Lý Vân Tiêu tối thiểu có hơn 10 đạo công kích đang không ngừng xuyên thẳng qua, hơn nữa số lượng không ngừng gia tăng. Nhìn con em người a hát, còn không mau hỗ trợ. Lý Vân Tiêu nhìn qua phía Chu Tử Nguyên mắng một câu, Chu Tử Nguyên lập tức kịp phản ứng, tiểu hạo thiên kính trong tay tiện tay ném ra, lập tức phát ra một đạo hoàng sắc quang mang, nhanh chóng mở rộng ra và chiếu xuống dưới. Ông,
những nơi hào quang đi qua đều truyền đến một hồi vù vù, giống như thời không bị định trụ, trở nên chậm chạp. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu. Hơn 10 tiếng xé gió lập tức xuyên thẳng quanh người Lý Vân Tiêu, trong chốc lát bỏ chạy vô ảnh vô tung. Chỉ có một giọt chất lỏng màu xanh la ở trước người Lý Vân Tiêu bị tiểu hạo thiên kính chiếu vào, định trụ tại đó, ở trên không trung chậm chạp dựa theo quỹ tích di động của mình, như mà động tác chậm hơn rất nhiều. Trên giọt chất lỏng này còn có một giọt huyết châu sáng ngời, nhưng lại bị bàn tay Lý Vân Tiêu nhiếp đi. Hắn phối hợp tiểu hạo thiên kính, cố ý dùng bàn tay đi ngăn cản chất lỏng màu xanh lá, kết quả lòng bàn tay trực tiếp bị xuyên thủng. Phải biết rằng hắn có chí cường phách thể, cho dù là cường giả vũ tông đánh chúng cũng khó bị tổn thương. Lại bị loại vật nhỏ này xuyên thấu qua, nhưng cũng nhận được trở ngại thật lớn, rốt cục bị tiểu hạo thiên kính trấn trụ. Quá tốt, cuối cùng bắt lấy một cái. Chu Tử Nguyên đại hỉ nhảy dựng lên, hung dữ nói ra. Ta đúng là muốn nhìn, những yêu quái dám công kích bổn đại gia là vật gì. Trong mắt của hắn trừ nhìn chằm chằm vào giọt chất lỏng màu xanh ra, trong mắt còn có tham lam và do dự nhìn qua Lý Vân Tiêu. Đối phương có bộ pháp kỳ dị làm hắn vô cùng động tâm, hơn nữa bảo thủ đoán chừng, trên người Lý Vân Tiêu chít ít có hơn 1 tỷ trung phẩm nguyên thạch, tuyệt đối là tài phú đẻ chết hắn. Mặc dù đối phương thủ đoạn dường như tầng tầng lớp lớp, nhưng mà mình có tiểu hạo thiên kính, cho dù là cường giả vũ hoàng cũng trực tiếp vây khốn, khó có thể nhúc nhích chút nào. Về phần mỹ nhân vũ quân nũng nịu bên người, một chiêu là có thể giải quyết. Hừ, ngay lúc nội tâm Chu Tử Nguyên cực độ dãy giụa, thời điểm đang do dự thì Lý Vân Tiêu hừ nhẹ một tiếng, giơ tay một chảo liền thu giọt chất lỏng vào tay, dùng chân khí vây khốn nó, tùy ý nó hoạt động thế nào cũng không thoát. Ngươi. Trái tim Chu Tử Nguyên đập mạnh, lúc này đã giật mình, sợ hãi nói. Ngươi, bị tiểu hạo thiên kính của ta chiếu vào, vì sao động tác có thể nhanh như thế? Lý Vân Tiêu nhìn hắn như thằng ngu, nói. Hạo thiên kính được xưng có thể vây khốn vạn vật, đơn giản chính là thuyên chuyển thiên địa quy tắc, cưỡng ép khóa một phiến không gian mà thôi. Cái thứ hàng nhái của ngươi chỉ là thất giai, căn bản không có khả năng khóa không gian, chỉ có thể lợi dụng chút quy tắc, dựa thế vây khốn đối phương. Chỉ cần giải loại quy tắc này, dĩ nhiên là không bị nó trói buộc. Chu Tử Nguyên. Hắn cảm thấy toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa, may mắn vừa rồi không có ra tay, nếu không, hậu quả kia hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Ân, vì sao trên trán của ngươi đầy mồ hôi lạnh như thế? Mi tâm Lý Vân Tiêu nhéo một cái, hồ nghi nói. Ngươi không phải đang đánh chủ ý xấu đấy chứ? Ta vừa rồi cảm giác sắc mặt của ngươi bất thiện a. À. A hát, không, không, không có, vì sao lại thế chứ? Chúng ta là người cùng chiến tuyến, hơn nữa ngươi chẳng khác gì cứu ta, ta làm sao có thể lấy oán trả ơn, đánh chủ ý vào bộ pháp và nguyên thạch của ngươi chứ? Chu Tử Nguyên vừa lau mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng phủ nhận. Lạc Vân Thường, Lý Vân Tiêu, được rồi, những thứ kia đã chạy thoát, ngươi có thể cút đi. À, Chu Tử Nguyên há to miệng ân vài cái, mới ngượng ngùng nói. Cái kia, Vân Thiếu, đây là vật gì? Có thể cho ta xem một chút không? Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Có thể, 500 vạn trung phẩm nguyên thạch nhìn một cái. Chu Tử Nguyên. Tính toán, ta vans được thôi. Hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, hắn nhanh chóng biến mất tại chỗ, lập tức đã cách đó hơn 100 mét, không ngừng chạy đi. Vân Tiêu, người nọ vừa rồi rõ ràng không có hảo ý. Lạc Vân Thường cảnh giác nhìn qua Chu Tử Nguyên rời đi, cau mày nói. Vì cái gì không bắt lấy hắn? Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Một con châu chấu, chẳng lẽ có thể lật trời? Lạc Vân Thường ngạc nhiên, lập tức im lặng không nói gì. Tuy tu vị Lý Vân Tiêu còn không bằng nàng, nhưng mà chiến lực nghịch thiên vượt xa nàng quá nhiều. Nàng lập tức lại nghĩ tới Cổ Phi Dương, lập tức ấm áp. Ngược lại nhìn qua giọt chất lỏng màu xanh lá dẫy dụa trong tay Lý Vân Tiêu, hiếu kỳ nói. Vân Tiêu, đây là vật gì? Vậy mà lợi hại như thế? Lý Vân Tiêu cười nói. Đây có thể là đồ tốt, gọi là tiểu yêu màu xanh, là một loại yêu thú cực kỳ hiếm thấy. Đáng tiếc chỉ bắt được một con, nếu như có thể bắt nhiều thêm mấy con, thực lực sẽ đại tăng. Tiểu yêu màu xanh. Không sai. Lý Vân Tiêu giải thích nói. Thứ này bản thân cũng không có mạnh cỡ bao nhiêu, nhưng mà tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, nếu như có thể tiến hóa lên thất giai,
đủ để cắt vỡ không gian. Hơn nữa số lượng rất nhiều, cho dù Vũ Tôn gặp gỡ cũng vô cùng đau đầu. Tiểu yêu màu xanh này tặng cho ngươi. Thú vị! Lạc Vân Thường nhìn qua giọt chất lỏng màu xanh đang giãy giụa trong tay Lý Vân Tiêu, cảm giác thật đáng yêu, nhưng không dám sờ. Lý Vân Tiêu nói, dùng tu vị của ngươi bây giờ không cách nào phục tùng nó đâu, ta giúp ngươi rút một hồn một phách ra, như vậy nó sẽ trung thực, do ngươi khống chế. Hắn nâng tay phải lên, khoa đầu văn màu vàng hiện ra trên đầu ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào giọt chất lỏng màu xanh. Kít, tê, tê. Giọt chất lỏng màu xanh không ngờ giống to lên, lập tức một đạo hoàng sắc quang mang từ trong nó bay ra, bị Lý Vân Tiêu nắm trong tay, tiện tay đánh vào trong mi tâm Lạc Vân Thường. Lúc này mới giao tiểu yêu màu xanh cho nàng, nói. Trên người của ngươi có một hồn một phách của nó không dám cãi lời của ngươi đâu. Lạc Vân Thường đại hỉ, tiểu yêu màu xanh sợ hãi rụt rè nằm trong tay của nàng, chậm rãi hòa tan ra, cuối cùng hóa thành bao cổ tay bao phủ tay nàng. Lạc Vân Thường cảm nhận ra thịt mát lạnh, thập phần thích ý vui vẻ. Lúc này Lý Vân Tiêu từ trong nhẫn lấy vài món đồ ra, chính là Lôi Phong Thương Hội giao cho hắn, là địa đồ bảo vật, phía trên phác thảo tình huống tu di sơn thật đơn giản. Trước kia Lý Vân Tiêu cho rằng bằng bản đồ này thì không có vấn đề gì, nhưng hiện tại mới biết được đây chỉ là một góc tu di sơn mà thôi, có trời mới biết là nơi hẻo lánh nào. Hắn ánh tình cảnh và địa đồ với nhau, lúc này mới thu lại, nói. Tu di sơn to lớn khó có thể tưởng tượng, ta có ý định đi dạo bốn phía, Lạc lão sư lưu ở nơi này đột phá hay là? Chuyện đột phá không vội, ta theo ngươi đi quan sát chung quanh thôi. Nơi này đời này cũng chỉ có thể tới một lần. Lạc Vân Thường vội vàng nói. Cũng tốt. Lý Vân Tiêu không nói thêm lời nào, ném thanh lang chiến xa ra, hai người sánh vai bay nhanh trong tu di sơn. Qua thời gian rất lâu mới tìm được dấu tích con người. Giống. Đột nhiên phía trước có tiếng yêu thú gầm rú, cả đại địa sông núi chấn động. Chim thú trong rừng cây phía dưới bị hù dọa, nhao nhao chạy trốn. Xảy ra chuyện gì? Hai mắt Lý Vân Tiêu ngưng lại, vội vàng cho thanh lang chiến xa rừng bay, lăng không nhìn qua phía dưới. Mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng lướt qua, trên người bộc phát hào quang mãnh liệt, lại bay thấp xuống sau đó tiếng nổ tung vang vọng, dường như đang tác chiến với yêu thú. Hắn cẩn thận bay quá. Nhìn qua từ xa là một con thạch thú đang chiến đấu với năm tên võ giả, thạch thú vốn là lục giai yêu thú, nhưng hình thể còn lớn hơn đồng loại ở thiên vũ 4-5 lần, hung mãnh hơn nhiều. Năm người kia tất cả đều lục hợp cảnh vũ tông, nhưng đánh nhau với thạch thú cũng chỉ có tự bảo vệ mình. Đây là vừa đánh vừa lui mới duy trì thế bất bại. Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm vào con thạch thú kia, hào quang trong mắt lập lòe bất định. Bản thân thạch thú không có gì. Nhưng nó có một trái tim cực kỳ chân quý, được xưng là thạch chi tâm. Cũng giống như thanh liên địa hỏa của Đoạn Việt, nó là chân bảo thổ hệ chân quý. Con thạch thú này lớn như thế, thạch chi tâm càng không giống bình thường. Hai vị bằng hữu phía trên, cùng chúng ta kết liễu thạch thú này, sau đó cùng phân chỗ tốt. Phía dưới có người phát giác được thanh lang chiến xa, cao giọng hô quát lên. Năm người bọn họ chiến đấu gian khổ, muốn thủ thắng càng ngày càng không có khả năng. Lý Vân Tiêu liếc mắt nhìn năm người này, trong nội tâm lạnh lùng cười cười. Năm người này hiển nhiên không phải cùng một thế lực, hẳn là ngẫu nhiên gặp nhau mà thôi, đều không ngừng dùng thân pháp chiến đấu, tích xúc thực lực. Lại không có người nào chịu thành thật thật ra tay toàn lực, nếu không trong cùng giai, năm người mặc dù không địch lại, thạch thú cũng không có khả năng càn quấy như thế. Chư vị đại ca, hai người chúng ta chỉ là vũ quân mà thôi, xuống cũng vô dụng a hát. Lý Vân Tiêu dùng giọng tâm thần bất định quát lên. Cái gì, mới vũ quân, rác rưởi như thế làm sao tiến vào tu di sơn? Người nọ lập tức ngữ khí không tốt, bắt đầu hùng hổ. Một người khác nói. Tất nhiên là đệ tử môn phái của Nam vực rác rưởi, thực lực rác rưởi, lại chiếm cứ nhiều danh ngạch như thế. Quả thực chính là lãng phí. Tiểu tử ngươi miệng sạch sẽ cho ta, tin lão tử hiện tại giết ngươi hay không? Lại một người giận dữ giống lên. Dường như là người Nam vực, vô cùng giận dữ. Hắc, Nam vực các ngươi chính là rác rưởi, như thế nào? Còn không phục, người nọ cười lạnh nói. Giết ta, hừ, hiện tại tất cả mọi người ốc còn không mang nổi mình ốc, ít nói nhảm đi. Người Nam vực đã tức giận, vậy mà không để ý thạch thú công kích, trực tiếp giơ trường kiếm lên chém vào người vừa nói.
lão tử hôm nay phải thử một chút có thể giết ngươi hay không. Người nọ sắc mặt hơi thay đổi, tức giận nói. Ngươi điên rồi sao? Không chỉ người nam vực nọ dùng kiếm chém tới, càng làm cho hắn kinh hồn táng đảm là, thạch thú bắn ra vô số đá lăn từ không trung nhao nhao giáng xuống. Những đá lăn này bị yêu khí bao phủ, không thua gì từng kiện huyền binh lợi khí, đồng thời không ngừng giáng xuống, cho dù là núi đá cũng phải vỡ vụn ra. Chạy mau a hát! Năm người đồng thời kinh hãi, người nam vực sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng vận chuyển chân khí tới đỉnh phong, tốc độ năm người nhanh hơn gấp đôi, chạy ra các hướng. Ầm ầm, rất nhiều hòn đá trải rộng cả vùng đất, vậy mà trực tiếp biến mất trong đó, hóa thành một phần của mặt đất, bày ra trạng thái nham thạch bao phủ các nơi. Làm cho người sởn hết cả gai ốc là, nham thạch trên mặt đất không ngừng hoạt động, nó giống như chất lỏng đuổi theo mọi người. Vèo, vèo, vèo. Năm người vội vàng bay lên trời, chạy trốn tới trời cao nhìn qua phía dưới, lúc này mới buông lỏng một hơi. Nhưng mà thần sắc nhanh chóng ngưng trọng lại, những nơi thạch thú đi qua rừng cây bị cắn nuốt, biến thành rừng đá, dùng mắt thường có thể thấy được cả ngọn núi nhanh chóng hóa thành núi đá. Đây là... Sắc mặt Lý Vân Tiêu đại biến, sợ hãi nói. Hỏng bét, nó thôn vệ cả tòa núi, lại tiến hóa. Thạch thú này có lẽ đã sớm có thể tiến hóa, hẳn là đang tiến hành tiến hóa thì bị năm người này đánh gãy. Hiện tại sợ rằng phải hoàn thành nhanh chóng. Sắc mặt Lạc Vân Thường trắng nhợt, nói. Đã như vậy, chúng ta cùng rời đi. Khí tức cường đại bên dưới làm cho ta hít thở không thông. Lý Vân Tiêu bất phi sở động, nghiêm nghị nói. Cho dù nó tấn cấp tới thất giai, dù cho không bắt được, muốn rời đi cũng không thành vấn đề. Ngươi không nên bị yêu khí uy áp ảnh hưởng, nhìn kỹ nó đột phá tiến giai, như vậy sẽ cực kỳ có lợi cho ngươi đột phá lên Vũ Vương. Trong lòng Lạc Vân Thường lúc này mới chấn định, tâm thần như một, mang thần thức mở ra cảm ngộ quá trình tiến hóa của thạch thú. Ầm ầm, dưới đáy truyền ra tiếng nổ cực lớn, cả mặt đất như sinh ra địa chấn, cả không gian đều run rẩy. Chư vị, làm sao bây giờ? Năm người kia, một người sắc mặt tái nhợt nói. Thạch thú này dường như bị chúng ta chọc điên lên, hiện tại yêu khí tỏa ra làm cho ta cực kỳ bất an. Như thế nào, chẳng lẽ buông tha hay sao? Ngươi cũng biết giá trị, thạch chi tâm, là bao nhiêu không? Một người hừ lạnh nói. Một con thạch thú lớn như thế, chém giết nó xong, mỗi người có thể phân ít nhất một ức nguyên thạch đấy. Muốn nói bắt giết thạch thú này cũng không phải việc khó, khó là tất cả mọi người không đồng tâm hiệp lực, không chịu xuất lực. Làm sao đánh? Khục khục, vấn đề này, nếu tất cả mọi người đã liên thủ, nên thẳng thắn thành khẩn đối đãi. Tất cả mọi người hẳn đều là thiên chi kiêu tử của môn phái, thực lực biểu hiện ra không thể kém như thế chứ. Hừ, không phải đám người ngoài các ngươi xem thường nam vực chúng ta sao? Vậy các ngươi nên biểu hiện đi, hiện tại lao xuống trước đi. Tên đệ tử nam vực vẻ mặt mỉa mai. Vị huynh đài này, mới vừa rồi là ta không đúng. Hiện tại ta chính thức giải thích với ngươi, chúng ta nếu như năm người chúng ta không thật tình liên thủ với nhau, khối thịt mỡ này chắc chắn sẽ bay đi mất. Người lúc trước nghiêm túc nói xin lỗi, nhưng mà trong mắt bắn ra hào quang yêu dị. Tốt, nếu tất cả mọi người đã nói như thế, vậy cùng thề với nhau. Đợi lát nữa ai không xuất lực, con mẹ kẻ đó chính là Vương Bát Đản. Tu vị cả đời đình trệ không tiến. Sau khi người nọ nói xong chỉ tay lên trời, hắn đã thề thật. Bốn người khác cũng giơ tay lên, cũng thề với nhau, lúc này sắc mặt vui vẻ. Một người trong đó nói. Thừa lúc thạch thú còn đang nổi giận, chúng ta đồng loạt ra tay muốn mạng của nó. Chậm đã. Tên còn lại nói. Thạch thú biến hóa có chút quỷ dị, không cần thiết tùy tiện ra tay. Ta đề nghị nên điều tra một chút. Điều tra, ai đây? Lập tức năm người đều trầm mặc, không ngừng lắc đầu. Một người trong đó ho khan hai cái, nói. Chư vị không cần khó xử, bên kia không phải đã có sẵn thám tử rồi sao? Hắn cười hắc hắc nhìn qua thanh lang chiến xa của Lý Vân Tiêu quát. Tiểu tử, mau tới đây, đi xuống điều tra thạch thú đã xảy ra chuyện gì? Lý Vân Tiêu sững sờ, hắn im lặng vì sự vô sỉ của đám người này, ấp úng nói. Đại ca, ta mới vũ quân A Hát, xuống dưới không phải chịu chết sao? Người nọ hét lớn một tiếng, tức giận nói. Sợ cái gì, có năm người chúng ta bảo vệ, muốn chết cũng không dễ dàng như vậy. Chỉ đi điều tra thạch thú xảy ra vấn đề gì,
cũng không phải bảo ngươi đi hàng phục nó. Lại nói ngươi cũng có bổn sự này à? Lý Vân Tiêu vội nói. Không có phải có hay không, nhưng mà đại ca ngươi vẫn nên tự mình đi xuống dò xét đi. Muốn chết hay sao? Người nọ giận dữ, không thể ngờ một tên vũ quân cũng dám cãi lời của hắn. Thân ảnh của hắn khẽ động phóng thẳng về phía thanh lang chiến xa. Một đạo quang mang chiếu ra trên chiến xa, Lạc Vân Thường chậm rãi nhìn thẳng, đôi mắt thanh tĩnh như nước, vào thời khắc mấu chốt này nàng đã đột phá tứ tượng, bước vào ngũ hành cảnh vũ vương. Ngũ hàng nguyên tố trên cao bắn ra hào quang năm màu, dung nhập vào trong thân thể của nàng. Ân, tiến giai, hừ, cũng chỉ là nhất tinh vũ vương, cũng là rác rưởi. Người nọ đứng trên thanh lang chiến xa chỉ vào Lý Vân Tiêu quát. Hai người các ngươi, lập tức đi xuống điều tra cho ta, nếu không đi, chết. Lý Vân Tiêu nhìn qua Lạc Vân Thường tiến giai thành công, lúc này mới mỉm cười, xoay người lại mi tâm nhíu chặt, nói. Ngươi nói bảo ta chết. Đúng. Người nọ há miệng, lúc này như bị chẹn hỏng, hắn há to miệng có thể nhét được quả trứng gà, mặt mũi tràn đầy khổ sở, trên người chảy xuống mồ hôi lạnh. Đôi môi run lên nói. Ngươi là... ầm ầm. Đột nhiên mặt đất sinh ra chấn động cực lớn, yêu khí ngập trời bay lên, thiên địa càng trở nên yêu dị. Núi đá bên dưới rầm rầm mọc lên khỏi mặt đất, biến hóa thành bộ dáng thạch thú, dần dần lớn lên, không ngờ nó còn lớn gấp 10 lần lúc trước, trở thành cự nhân đỉnh thiên lập địa, một chưởng chụp vào bốn người. Sắc mặt Lý Vân Tiêu đại biến, bất chấp tên vũ tông này, nhanh chóng cho thanh lang chiến xa quay lại bỏ trốn ra xa xa. Hắn vốn trông cậy vào năm người này đối phó thạch thú, sau đó hắn đi nhặt tiện nghi, hiện tại thạch thú đã tiến hóa làm thất giai hoàng cấp, mặc dù bọn họ có liều mạng cũng không thể làm gì. Trời ạ, chạy mau. Bốn tên võ giả khác nhìn thấy bàn tay to lớn che trời này, cả kinh hóa thành hào quang bỏ chạy. Mọi người đừng chạy, đồng tâm hiệp lực ngăn cản A Hát. Chẳng lẽ quên lời thề vừa rồi sao? Tên đệ tử Nam vực lúc này giống to lên. Nội tâm ba người khác cũng bình tĩnh lại, mình còn có rất nhiều tuyệt chiêu át chủ bài đấy, chưa hẳn không địch lại thạch thú. Thạch thú này cũng chỉ có hình thể lớn một chút mà thôi, không thấy có bao nhiêu lợi hại. Càn Nguyên Ma Thương, Nguyên Thủy Quỷ Chừa Ngơ, Đại Nhật Hoàng Thủ. Ba đạo hào quang đánh thẳng vào trường ảnh, từ xa nhìn lại đã thấy nó đơn bạc, ba đạo công kích đánh vào lòng bàn tay thạch thú phát ra vài tiếng trầm đục. Chấn vỡ một ít mảnh đá rơi xuống, ngoài ra không còn tác dụng gì cả. Bàn tay năm ngón kia khép lại. Vì sao còn thiếu một người? Ai không có ra tay? Một người trong đó kinh sợ giống to, năm ngón tay của thạch thú thô to như núi, uy áp của nó đã tập trung lên đám người. Hai người khác cũng cả kinh, định nhãn nhìn lại, tên đệ tử Vũ Tông Nam vực vừa hô to đồng tâm hiệp lực đồng loạt ra tay đã sớm hóa thành hào quang chạy ra xa ngàn mét. Đi theo thanh lang chiến xa của Lý Vân Tiêu, bỏ chạy về hướng chân trời. Phốc! Một gã vũ tông tức giận công tâm phu ra một ngụm máu tươi, quát ầm lên. Bọn nam vực chuột nhắt, ta muốn bầm thây ngươi thành vạn đoạn. Oanh! Hắn hô xong câu này thì phát hiện thiên địa lờ mờ. Bàn tay năm ngón của thạch thú khép lại, truyền ra tiếng kêu thảm thiết của mấy người này, xem bộ dạng là chết chắc rồi. Bàn tay thạch thú bóp chết đám người. Ngẩng đầu lên nhìn qua hai điểm nhỏ thoát đi, nó nhanh chóng đuổi theo. Yêu lực cường đại tập trung vào hai điểm nhỏ trước mặt, một bước vượt qua ngàn mét đuổi theo. Huynh đệ phía trước, chờ ta với. Trong lòng tên đệ tử Nam vực đầy sợ hãi, bộ pháp thạch thú nhìn như chỉ đột, nhưng mỗi một bước núi sông mặt đất không ngừng lùi lại phía sau, vậy mà ẩn chứa quy tắc không gian. Chỉ trong giây lát đã đuổi theo tên đệ tử Nam vực kia, hắn sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng cầu cứu. Mọi người cùng nhau trốn, ít nhất cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tên vũ tông trên thanh lang chiến xa cũng bị uy thế của thạch thú làm kinh ngạc ngây người, mồ hôi lạnh đầm đìa vội la lên. Ngàn vạn đừng chờ hắn, dừng lại sẽ bị thạch thú đuổi theo, chờ hắn chính là tìm chết a. Nhưng tốc độ phi hành của vũ tông hiển nhiên là nhanh hơn thanh lang chiến xa, tên đệ tử vũ tông Nam vực nhanh chóng đuổi theo, trực tiếp nhảy lên thanh lang chiến xa, nổi giận mắng. Tiểu tử ngươi muốn chết phải không? Bảo ngươi chờ mà ngươi lại dám chạy nhanh hơn. Một tên vũ tông khác cười lạnh mỉa mai, nói. Ngươi bảo ai chạy trốn nhanh? Tên vũ tông Nam vực trên mặt đầy tức giận, biết rõ hắn đã bỏ mặc ba người khác chạy trốn để khỏi chết. Nhưng nếu không phải hắn cơ trí, hiện tại cũng đã thành thịt nát.
Tu vị người nọ là Tứ Thiên Vũ Tông, cao hơn hắn một giai, cũng không dám chống đối, vì vậy phát tiết tức giận lên người hai tên vũ quân, tức giận nói. Lão tử tại nói các ngươi thế nào, tất cả đều là kẻ điếc hay sao? Cho ta, a hát, ngươi là Lý Vân Tiêu. Tên Vũ Tông Nam vực đổ mồ hôi lạnh to như hạ đậu chảy xuống, chờ hắn nhìn rõ dung mạo Lý Vân Tiêu thì ánh mắt khó coi hơn cả cá chết, húm núm nói. Vân Tiêu thành chủ đại nhân, ta nói không phải ngài, đúng vị kia. Hắn run rẩy lấy chỉ vào Lạc Vân Thường, toàn thân ướt đẫm. Lý Vân Tiêu lạnh lùng ngẩng đầu lên, lạnh giọng nói. Nàng là lão sư của ta. A hát, tên Vũ Tông này thiếu chút nữa hai chân mềm nhũn, thân thể run rẩy như cầy sấy. Lúc này bên tai có tiếng truyền âm. Huynh đệ, tên Lý Vân Tiêu này tuy thực lực không tầm thường, nhưng nếu ta và ngươi liên thủ có thể dễ dàng bắt hắn, khống chế chiếc chiến xa này. Đợi đến lúc thạch thú đuổi theo thì ném hai người này ra ngăn cản một chút. Chúng ta ở trên chiến xa bảo tồn thực lực, đến lúc đó cũng dễ dàng chạy trốn khỏi chết. Trong mắt tên cường giả Vũ Tông của vực khác bắn ra hào quang lập lòe bất định. Ọt ọt, tên đệ tử Nam vực nuốt nước bọt, trong lòng bàn tay chảy mồ hôi, dường như giãy giụa một giây, trong giây lát kêu to lên, nói. Vân Tiêu thành chủ, tên này vụng trộm truyền âm cho ta, nói muốn liên thủ bắt thành chủ đại nhân, đợi lát nữa ném ra ngăn cản thạch thú. Tên Vũ Tông này là đệ tử đại phái Nam vực, hắn hiểu Lý Vân Tiêu còn hơn xa người ba vực khác. Tên kia cũng chỉ nhìn Lý Vân Tiêu tại thành Viêm Vũ phát huy, cũng chỉ cho rằng hắn bằng vào lực lượng trận pháp, nếu không với tu vị vũ quân dù có nghịch thiên cũng có hạn, tuy sinh lòng kiêng kỵ nhưng cũng không sợ hãi. Những đệ tử Nam vực này thì khác, bọn họ trước khi tới thành Viêm Vũ, trong sư môn cũng đã ngàn đinh vạn chúc dặn đi dặn lại, gặp được Lý Vân Tiêu ngàn vạn không thể đối địch, thực lực của người này tương đương vũ hoàng. Trận chiến trên Quỳnh Hoa Đảo, Lý Vân Tiêu danh dương cả Nam vực. Tất cả thế lực lớn đều tiến hành phân tích kỹ càng về hắn, cuối cùng kết luận chiến lực cực hạn của hắn có thể phân cao thấp với nhị tinh vũ hoàng, kết luận này là đánh giá khách quan công chính. Duy nhất may mắn là, giới thần bi trong trận chiến Quỳnh Hoa Đảo cũng không có bao nhiêu người chú ý tới, ngược lại Thiên La Diễm Hỏa Chiến Kỳ lại có không ít người xem xét. Thực lực nhị tinh vũ hoàng cực hạn, đừng nói hai vũ tông bọn họ, cho dù là 20 cũng không đủ, 200 còn tạm được. Cho nên tên Vũ Tông Nam vực lập tức lựa chọn, trực tiếp bán tên còn lại làm đầu danh trạng. Tiện nhân, con mẹ nó ngươi thật sự quá tiện. Tên Vũ Tông kia nổi trận lôi đình, tức giận đến toàn thân gân xanh lộ ra, tức sủi bọt mép nói. Ngươi quá đê tiện, chỉ là một tên vũ quân đã dọa ngươi tới mức này, thực lực của hắn bày ra dù có nghịch thiên thì có thể thắng được ta và ngươi liên thủ sao? Phát huy ở thành Viêm Vũ cũng là vì có trận pháp trợ uy mà thôi. Hiện tại ở Dòng Tu Di Sơn, ngay cả cái rắm cũng không phải, ngươi sợ cái gì? Tên đệ tử Nam vực mang theo vẻ đắc ý ngươi biết cái rắm, vội vàng cúi đầu đứng qua một bên, giống như hạ nhân của Lý Vân Tiêu, bộ dáng vô cùng cung kính. Lý Vân Tiêu đạm mạc nói ra. Rất tốt, nếu ngươi quy hàng ta, nên có chút thành ý. Hiện tại ngươi bắt hắn lại, ném cho thạch thú, ta sẽ tha ngươi tội bất kính vừa rồi. Vũ Tông Nam vực nghe xong. Lập tức há hốc mồm, vội vàng nói. Vân Tiêu thành chủ đại nhân, thực lực người này cao hơn ta một giai, hơn nữa trên người có rất nhiều huyền khí hộ thân, ta không phải đối thủ của hắn. Lý Vân Tiêu lườm hắn một cái, nói. Ngươi để trong lòng là được, không địch lại thì ta sẽ ra tay cứu ngươi. Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Cái này. Vũ Tông Nam vự trên trán toát ra mồ hôi lạnh, với suy nghĩ của hắn. Lý Vân Tiêu bắt người này chỉ là chuyện dễ dàng, trên thanh lang chiến xa nhỏ như thế, căn bản không có khả năng bảo hắn ra tay. Nhưng bây giờ nhìn thần sắc lạnh lùng của hắn, nếu mình không ra tay, sợ rằng sẽ hỏng bét. Long cong! Một đạo kiếm khí bay lên, tên Vũ Tông kia đã động thủ đầu tiên, thân ảnh hóa thành hào quang chém thẳng vào đầu Lý Vân Tiêu. Cả thanh lang chiến xa đều rung mạnh, có cảm giác lung lay sắp đổ. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười cười. Trực tiếp đánh ra một quyền bình thường. Bình thản không có gì lạ, chính là quyền pháp nhập môn ai cũng biết. Cái gì? Ba người trên chiến xa đồng tử co rút lại, hoảng sợ không thôi. Dùng thân thể đối kháng một kiếm của tứ tinh vũ tông, cho dù có chiến lực vũ hoàng cũng không nên hung hăng càn quấy như thế chứ. Thật đúng là muốn chết. Tên vũ tông kia nội tâm vui vẻ, vui là vì đối phương muốn chết,
tức giận là. Hắn dám miệt thị mình. Kỳ thật Lý Vân Tiêu cũng thật bất đắc dĩ, Ngô Câu Xương Tuyết Minh trong trận chiến tại Quỳnh Hoa đảo bị phá hủy, hắn không còn binh khí tiện tay. Giới thần bi còn đang hấp thu linh khí trong sơn cốc vô danh, tuy nói tâm thần liên hệ với mình, tùy thời có thể triệu hoán tới, nhưng chỉ là đối phó một tên vũ tông, lãng phí thời gian hấp thu linh khí, được không bù mất. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể dùng quyền ngăn cản. Đang! Kiếm quang đâm vào quyền ảnh, kiếm khí lại bị tan, trường kiếm chém thẳng xuống phát ra kiếm minh thanh thúy. Thậm chí có loại cảm giác không cách nào địch nổi. Chí cường phách thể, bằng vào thân thể cũng đủ chiến với vũ tông một trận. Cái gì? Tất cả mọi người đều thất kinh, dường như không tin vào con mắt của mình, đặc biệt là tên vũ tông kia, trong đầu của hắn chấn động, dùng thân thể tiếp một kiếm của mình. Loại tình huống này đừng nói gặp phải, cho dù là nghe cũng chưa từng nghe qua. Trong mắt Lý Vân Tiêu bắn ra thần thái trang nhã, thân ảnh vọt tới trước mặt đối thủ đang thất thần, một quyền đánh vào lồng ngực đối phương, trực tiếp đánh hắn bay ra khỏi thanh lang chiến xa. Ầm ầm, chiến xa tiến lên phía trước, tên vũ tông bị đánh bay ra ngoài nhìn thấy thân ảnh của thạch thú giơ bàn tay to lớn che trời lên cao, trực tiếp nắm lấy tên vũ tông này. Chỉ thấy tên vũ tông này ở trên không bộc phát hào quang cường đại, nhưng lập tức đã bị bàn tay to lớn của thạch thú bóp nát, chỉ truyền ra tiếng kêu thảm thiết rất nhỏ. Lúc này chiến xa và thạch thú hơi kéo dài khoảng cách ra, bỏ chạy nhanh chóng. Tên vũ tông còn lại toàn thân đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, trước có Lý Vân Tiêu không địch lại, sau có thạch thú không địch lại, hắn cảm giác mình chỉ có đường chết. Thanh lang chiến xa căn bản không có khả năng ngăn cản thạch thú. Đợi lát nữa Lý Vân Tiêu nhất định sẽ đá hắn văng ra, trong nội tâm bắt đầu khẩn trương lên. Quả nhiên khi thạch thú tiến tới gần chiến xa, ánh mò Lý Vân Tiêu bắt đầu nhìn qua phía hắn. Vân Tiêu đại nhân, không nên ném ta ra. Hắn lui ra phía sau, khẩn trương nói. Ta còn có giá trị lợi dụng, ta cho ngươi biết một đại bí mật. A hát, đại bí mật. Lý Vân Tiêu nhíu mày lại, khẽ cười nói. Cho một cơ hội, nói đi. Nếu là ngươi muốn chạy trốn thì không cần thạch thú giết, ta sẽ trực tiếp giết ngươi là được. Tên vũ tông đúng là muốn kéo dài thời gian, ý định thình lình trực tiếp lao ra, không thể ngờ bị đối phương nhìn thấu, trong nội tâm hoảng loạn lên, nói. Ngươi phải đáp ứng không giết ta, không ném ta ra sau. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Vậy phải xem bí mật của ngươi có giá trị bao nhiêu. Tên vũ tông kia nhìn qua thạch thú ở phía sau, bất đắc dĩ nói. Ta biết rõ trong Tu Di Sơn một bảo tàng, chỉ cần ta không chết, ta sẽ mang ngươi đi tìm. Lý Vân Tiêu sủi cười một tiếng, bước lên một bước định bắt hắn, muốn ném ra ngoài. Đừng, đừng, ta nói là thật, địa đồ ngay trong đầu ta nói cho ngươi nghe. Tên Vũ Tông hoảng hốt, thủ đoạn của Lý Vân Tiêu vừa rồi hắn đã nhìn thấy, căn bản không sinh ra một tia phản kháng. Cảm nhận được yêu khí của thạch thú phía sau, hắn muốn khóc lên, kêu rên nói. Không, không, địa đồ ngay trên người của ta. Ngươi buông ta ra cho ngươi xem. Nhưng ngươi ngàn vạn đừng giết ta à, ô ô ô tương đương. Lý Vân Tiêu lúc này mới thả hắn xuống đất. Tên cường giả vũ tông nhặt về một cái mạng, cũng không dám tính toán, mưu trí, khôn ngoan cái gì nữa, vội vàng từ trong nhẫn đưa địa đồ lên, nói. Ta là đệ tử Thiên Châu Môn, bản đồ này ta phát hiện trong bản sách cổ của Thiên Châu Môn. Hẳn là tiền bối trong môn vẽ ra. Vân Tiêu đại nhân người xem. Đồng tử Lý Vân Tiêu hơi co lại, tấm bản đồ này miêu tả cực kỳ tương tự tấm địa đồ của Lôi Phong Thương Hội. Hơn nữa làm cho hắn mừng rỡ là, tấm bản đồ này còn lớn hơn tấm mà Lôi Phong Thương Hội đưa cho hắn. Hơn nữa nhìn bút ký phía trên, hẳn là trải qua tay của mấy người, đoán chừng là lưu truyền về sau, tiền bối trong Thiên Châu Môn không ngừng hoàn thiện nó. Vân Tiêu đại nhân, ngài là người đứng đầu một thành. Nói lời giữ lời mới được a, ngài không thể giết ta. Tên vũ tông tâm thần bất định bất an, mấy lần muốn lao ra đào tẩu, tuy nhiên cảm thấy Lý Vân Tiêu hữu ý vô ý dường như đang nhìn hắn, cho nên không dám hành động gì đó. Lý Vân Tiêu nhìn qua thạch thú ở xa xa, nói. Tấm bản đồ này ta nhận lấy, nó rất đáng tiền, đổi tiện mệnh của ngươi là đủ. Ngươi tên là gì? Tên vũ tông đại hỉ, vội vàng nói. Tại hạ Vương Cường. Vương Cường. Lý Vân Tiêu suy tư nói. Môn chủ Thiên Châu Môn hình như tên Vương Việt A. Vương Cường nói. Đó chính là gia phụ. Lý Vân Tiêu. Nhìn không ra, tiểu tử ngươi không hiển sơn lộ thủy,
vậy mà có lai lịch lớn, khẳng định rất có tiền a. Vương Cường. Nào có. Lý Vân Tiêu không hề để ý tới hắn, quay người ngồi xổm xuống, không ngừng dùng đầu ngón tay khắc trận pháp trên xe. Vương Cường thấy đối phương quả nhiên không hề khó xử mình, trong nội tâm thở ra một hơi, nhìn qua thạch thú phía sau, lập tức lại khẩn trương lên, hiếu kỳ tiến lên nhìn Lý Vân Tiêu nói. Vân Tiêu đại nhân, người đang khắc trận pháp gì? Gia tốc chiến xa sao? Lạc Vân Thường cũng là thuật luyện sư, chuyên tâm nhìn một hồi, phát hiện hoàn toàn vượt qua phạm vi lý giải của nàng, lắc đầu không thôi. Lý Vân Tiêu nói. Không đúng, đây là truyền tống trận pháp truyền tống không gian ngắn. Có thể truyền tống chúng ta ra ngoài vài dặm, rời xa thạch thú này. Còn có thứ Na Phi, quá tốt, ha ha, không cần chết. Vương Cường đại hỉ, nhịn không được hoan hô lên. Lý Vân Tiêu nhìn hắn một cái, nói. Không có ý định mang ngươi đi, chính ngươi nghĩ biện pháp chạy trốn khỏi chết đi. À, cái gì? Vương Cường lập tức há hốc mồm, mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng run rẩy nói. Vân Tiêu đại nhân, ta, niệm chúng ta là đệ tử Nam Vực. Lý Vân Tiêu phất tay ngắt lời nói. Được rồi, không cần nhiều lời. Nói thẳng ngươi có bao nhiêu tiền, ta xem mạng của ngươi đáng giá hay không. Tất cả nguyên thạch trên người của ta cho ngươi, còn có những bảo bối khác. Ta chủ lưu bảo kiếm cho mình là đủ rồi. Vương Cường vội vàng lấy binh khí huyền binh lại, đem nhẫn chữ vật dâng ra. Lý Vân Tiêu liếc mắt nhìn, cau mày nói. Chưa đủ. À, nhiều như vậy còn chưa đủ. Vương Cường mồ hôi lạnh đầm đìa, mắt thấy thạch thú càng ngày càng gần, hắn nói ra. Lý Vân Tiêu cười nói. Nếu ngươi là võ giả bình thường, đương nhiên đủ. Nhưng ngươi là con của môn chủ Thiên Châu Môn, chút tiền ấy làm sao đủ. Như vậy đi, ngươi viết phiếu nợ cho ta, sau khi rời khỏi đây, ta sẽ đi Thiên Châu Môn đòi. Hắn thực lấy ra một tờ giấy ra, xoát xoát vài cái đã viết xong, đưa cho Vương Cường ký tên vào. Vương Cường định nhãn xem xét, há to mồm, run rẩy không ngừng nói. 1 tỷ trung phẩm nguyên thạch. Lý Vân Tiêu cười nói. Ha ha, giá trị của ngươi như thế. Đừng xem bản thân quá cao. Hai mắt Vương Cường tối sầm, trực tiếp nhắm mắt lại cắn nát tay ấn vào giấy. Dù sao sau khi rời khỏi đây hắn cũng sẽ tránh về Thiên Châu Môn, nếu như hắn có bản lĩnh, chính mình đi đòi. Hắn còn không tin Lý Vân Tiêu dám lên Thiên Châu Môn đòi hỏi số tiền kia. Ừ, không tệ. Lý Vân Tiêu cười tủm tỉm thu giấy nợ lại, lúc này mới thỏa mãn nói. Đều đứng trong trận pháp đi. 3 người lập tức đứng trong trận pháp, Lý Vân Tiêu không chút hoang mang đánh ra mấy đạo pháp quyết. Trận pháp dưới chân khởi động, một đạo quang mang bao lấy mọi người, chiến xa dùng tốc độ cực nhanh lao đi, bỏ chạy ra xa xa. Thời điểm thân ảnh 3 người biến mất trên chiến xa, thạch thú rốt cục đuổi theo, một tát đập nát thanh lang chiến xa thành sắt vụn. Trong đôi mắt yêu dị của thạch thú nhìn qua mấy đạo hào quang nhạt nhòa, lập tức giận dữ giống lên và đuổi theo. Trong một vị trí linh khí hóa dịch ở Tu Di Sơn, 10 mấy tên võ giả hội tụ cùng một chỗ, cả đám cảnh giác cao độ. Trong không khí tràn ngập hào khí khẩn trương, thỉnh thoảng có hoa lửa bắn ra, tùy thời sẽ bốc cháy dữ dội. Mỗi võ giả tay cầm huyền khí, khẩn trương nhìn chằm chằm trước mặt. Ở giữa những người này là một trái cây màu tím phát ra linh khí làm cho người ta thèm nhỏ dãi, hơn nữa chung quanh trái cây có gợn sóng nhộn nhạo, dĩ nhiên là lực lượng quy tắc nào đó. Kỳ quái hơn nữa là, phía dưới trái cây này có lá xanh mọc dài ra, dường như tổng cộng có 7 diệp, vào lúc này đã mọc được 5 lá. Khi mỗi phiến lá cây duỗi ra, chấn động trên trái cây càng lúc càng mạnh, võ giả 4 phía càng căng thẳng lên, trong không khí hoa lửa ma sát càng dữ dội. Hơn nữa sắc mặt tất cả mọi người khó coi là, võ giả hội tụ tới càng ngày càng nhiều. 6 lá. Đồng tử một gã võ giả đột nhiên co rút lại, thả ra hào quang yêu dị. Ánh mắt của hắn nhìn quét qua, mở miệng nói. Thất thúc đạo quả sắp thành thục, đợi lát nữa tất nhiên không tránh được một hồi ác đấu, ta chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến thất thúc đạo quả, không bằng mọi người hợp lực dùng phương thức bình quân giải quyết, với ai cũng có lợi cả. Hừ, thôi tứ huynh, thất thúc đạo quả chỉ có 1 cây, mỗi người đều muốn, ngươi làm sao chia đều cho mọi người đây. Một người khác áo trắng bồng bềnh, sắc mặt vui vẻ nói. Tóm lại, ta tuyệt đối không buông tha. Thôi tứ là một trong mấy người thực lực mạnh nhất, nam tử áo trắng tên là Tiết Khuyết, 2 người đều tới từ Bắc Vực, hơn nữa thực lực tương đương, nhau,
đều là bát tinh vũ tông. Tinh thần mỗi người căng thẳng, Tiết Khuyết nói lời này càng đúng suy nghĩ của mỗi người. Thất thúc đạo quả, hơn nữa là thiên địa sinh trưởng mà thành, ẩn chứa ý cảnh thất thúc vũ hoàng. Nếu như bọn họ nuốt vào, ngày sau tiến giai vũ hoàng càng không có trở ngại nào cả. Hơn nữa tại trong thất thúc cảnh, tu luyện tới cửu tinh vũ hoàng đại thành dễ dàng hơn người khác rất nhiều. Loại quả nghịch thiên này chính là bảo vật thiên tài vũ tông như bọn họ ước mơ tha thiết. Hừ, thất thúc đạo quả mỗi người đều muốn, nhưng không phải người nào cũng có tư cách muốn. Thôi Tứ cười lạnh một tiếng, ánh mắt trở nên lăng lệ, nói. Phàm là thực lực không đạt tới lục hợp cảnh vũ tông, tất cả đều cút ra ngoài ngàn dặm cho ta, nếu không giết không tha. Lời này vừa nói ra, không ít người sắc mặt biến hóa, vội vàng cảnh giác. Đúng vậy, điểm ấy ta đồng ý. Tiết Khuyết phụ họa nói. Không có thực lực vũ tông, cho dù nuốt đạo quả cũng không tốt. Huống hồ những kẻ tu vị thấp, đợi lát nữa động thủ cũng chỉ biến thành pháo hôi mà thôi. Đề nghị chư vị đầu óc nên thanh tỉnh lại, không nên bỏ mạng tại đây. Thất thúc đạo quả không phải những cặn bã dưới vũ tông có thể nhúng chàm. Trong đó một gã vũ vương sắc mặt biến hóa mấy lần, không cam lòng kêu lên. Thất thúc đạo quả là ta nhất phát hiện ra trước tiên, vì sao cuối cùng không có phần của ta. Ta chính là đại đệ tử Tu La Phủ, dù thế nào cũng xem như nhân vật có uy tín danh dự. Thôi Tứ lạnh lùng nhìn hắn một cái, không che giấu ý tứ miệt thị, khẽ nói. Ngươi là cặn bã trong cặn bã của Nam Vực, ngoài Nam Vực ra, người có tư cách vào đây ai mà không có tu vi vũ tông. Tiết Khuyết cũng cười khẽ. Đại đệ tử mà chỉ có tu vị như ngươi, nếu là ta thì ta không dám nói ra khỏi miệng đâu. Ta đề nghị, tu vị dưới vũ tông chính là đám cặn bã Nam Vực các ngươi xéo đi. Hắc hắc, đồng ý. Lần này được rất nhiều người phụ họa, những người này là đệ tử trẻ tuổi của ba vực khác tới, đã sớm nhìn người Nam Vực không vừa mắt. Chính mình vì tiến vào Tu Di Sơn tốn hao cái giá to lớn cuối cùng nhất vẫn bị Lý Vân Tiêu bóc lột táng ra bại sản. Sớm biết tiến vào Tu Di Sơn cuối cùng còn phải dựa vào Lý Vân Tiêu, bọn họ cũng không cần bỏ ra món tiền khổng lồ cầu mua danh ngạch của các đại phái. Nhưng sắc mặt vài tên võ giả âm tầm, một người trong đó tức giận nói. Đám tạp chủng các ngươi, nếu như không có Nam Vực chúng ta, các ngươi lấy cái rắm gì đi vào Tu Di Sơn chứ? Lúc trước vì một danh ngạch, ăn nói khép nép cầu xin, hiện tại đã trở mặt. Ha ha, thiên đại tiếu thoại. Một người đứng ra quát. Các phái Nam Vực đều bị một mao hài tiểu tử đùa nghịch xoay quanh, còn có tư cách nói chuyện danh ngạch. Sớm biết giao tiền có thể tiến vào, quỷ mới cần sự cho phép của các ngươi a. Nếu không xéo đi, vậy thì cứ lưu lại vĩnh viễn cho lão tử. Khí thế trên người của hắn nhanh chóng bộc phát ra ngoài, bay thẳng tới tên võ giả Nam Vực. Đối phương cũng không yếu thế, khí thế vũ tông căng ra, lực lượng hai bên va chạm vào nhau, không phân thắng bại. Thế cục thoáng cái phân thành ba phái, những đệ tử dưới vũ tông sắc mặt khó coi tới cực điểm, dường như nội tâm đang cực kỳ dãy giụa. Rốt cục vẫn là lý trí chiến thắng, dưới tình cảnh này bọn họ không có khả năng chiếm được chỗ tốt. Mười mấy tên dưới vũ tông tức xanh mặt, nhanh chóng bỏ đi. Lần này cũng chỉ còn lại 19 người, phân biệt rõ ràng đứng thành hai phái, đối chọi gay gắt. Bên Nam Vực chỉ có 8 người, rõ ràng chiếm hạ phong, sắc mặt đều khó coi. Một tên võ giả Nam Vực lãnh đạm nói. Nhưng mà, nếu như động thủ ở nơi này, sợ là trực tiếp lan đến gần thất thúc đạo quả, tới lúc đó đừng mong ai chiếm được. Thôi Tứ lãnh đạm nói. Chiến đương nhiên là không tránh được, nếu không một cây đạo quả làm sao chia. Ta đề nghị trước bố trí một đạo kết giới, phong bế phạm vi vài dặm thành cấm địa, để tránh cường giả khác xâm nhập cưỡng mất. Đúng vậy, phải nên như thế. Thất thúc đạo quả mỗi khi sinh ra một lá cây thì sinh ra dị tượng không nhỏ, sẽ hấp dẫn nhiều cao thủ tới đây. Chúng ta bố trí đại trận, phong tỏa nơi này lại. Tiết Khuyết hưởng ứng đầu tiên, tất cả mọi người cảm thấy thập phần có lý, những võ giả Nam Vực không hành động, sắc mặt cực kỳ khó coi. Như thế nào, các ngươi dường như không đồng ý với ý kiến này. Một tên võ giả Nam Vực cười nói. Muốn đánh thì đánh, bố cái gì kết giới. Nếu chúng ta không chiếm được thất túc đạo quả, vậy chúng ta cũng đánh cho nó không còn là được. Hừ, quả nhiên là cặn bã. Tiết Khuyết tiến lên phía trước một bước, khí thế ngập trời bắn lên cao, tập trung vào 8 người Nam Vực lại, lạnh lùng nói. Thôi Tứ,
người ra tay bố trí kết giới, những người còn lại bảo hộ thất túc đạo quả, tám tên cặn bã này ta sẽ thu thập. Hắn lập tức ra tay, uy thế kinh người. Không chút do dự kim quang bay ra khỏi tay, bao phủ tám tên võ giả vào trong, không gian rung động rất mạnh. Những người còn lại vô cùng ăn ý, chín người duy trì một vòng, bảo hộ thất túc đạo quả vào bên trong. Thôi Tứ dường như cực kỳ có lòng tin vào Tiết Khuyết, hắn cũng trực tiếp ra tay, một đạo hào quang bao phủ đáy cốc, xông tới chân trời, bầu trời biến thành năm màu, một đạo kết giới dùng mọi người làm trung tâm kéo dài ra ngoài. Tám tên võ giả Nam Vực vô cùng tức giận, đối phương coi rẻ bản thân mình như vậy, bọn họ sao nhịn được. Nguyên tố hỏa hệ trong thiên địa, tụ tập cho ta. Hai mắt Tiết Khuyết khép hờ, một đạo hàn quang trong con ngươi hiện lên, bàn tay của hắn đấy một đạo năng lượng ra ngoài, nói từng chữ. Bát Hoang Thần Bảo. Một cảm giác nóng rực bao phủ không khí, sắc mặt tám tên võ giả đại biến, một người hoảng sợ thất thanh quát. Khí thế này, Ngũ Tinh Vũ Tông, tiểu tử này dĩ nhiên là Ngũ Tinh Vũ Tông. Một tinh một ngày địa. Trong tám người Nam Vực, tu vị cao nhất chỉ là Tam Tinh Vũ Tông. Sắc mặt tám người đại biến, trước sau đều ra tay, liều lĩnh muốn phá vỡ sóng nhiệt từ bốn phương tám hướng quét tới. Ánh mắt Tiết Khuyết lạnh xuống, tay phải giơ lên điểm ra một chỉ, hắn quát dài. Bảo. Ầm ầm. Một đạo hỏa diễm to lớn nổ tung giữa tám gã Vũ Tông, tàn sát bừa bãi. Bởi vì linh khí quá mức dồi dào, lực lượng nổ tung cũng trở nên mạnh mẽ, tầng tầng điệp cộng lại, một sóng khí to lớn quét qua các nơi. Chín người thủ hộ thất túc đạo quả cũng đầy vẻ kinh ngạc. Vội vàng nhao nhao kết ấn tạo thành kết giới bảo hộ thất túc đạo quả vào bên trong. Vụ nổ lan tới cũng không thể làm gì bọn họ. Ô, xúc sinh! Hỏa diễm tản ra, một tên võ giả Nam Vực tay cầm búa lớn, hai mắt đỏ bừng chém mạnh tới. Bổ Thiên Chùy! Tiết Khuyết nhìn miệt thị, nhẹ nhàng bước ra đánh một quyền. Quyền uy hiển hách, linh khí bốn phía chấn động, dùng ưu thế áp đảo đánh thẳng vào búa lớn. Phanh! Búa lớn của tên võ giả này rời tay, thân thể của hắn cũng bị đánh bay ra ngoài, thất khiếu đổ máu, thân thể va chạm vào vách núi, khí tuyệt bỏ mình. Phủng! Búa lớn rơi xuống, bị Tiết Khuyết cầm trong tay giơ lên cao cao. Một vụ nổ chỉ làm ba người sống sót, ba người này toàn thân run rẩy, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, không ngừng lui ra phía sau, không ngừng cầu xin tha thứ. Đại nhân, đừng giết chúng ta, thất túc đạo quả chúng ta không muốn, thả chúng ta con đường sống đi. Mặt Tiết Khuyết không có chút biểu lộ nào, tay phải chém xuống, búa lớn hóa thành hào quang quét qua, lập tức truyền ra vài tiếng kêu thảm thiết. Hắn nhìn qua thi thể đầy đất, lộ ra vẻ mỉa mai, nói. Hừ, Nam Vực quả nhiên là nơi thâm sơn cùng cốc, bọn cặn bã như vậy đã trở thành cường giả Vũ Tông, vậy mà trong tay chỉ có tứ giai huyền khí sử dụng a. Ha ha, nếu bọn chúng có ngũ giai huyền khí, Tiết Khuyết huynh chỉ sợ cũng không đắc thủ dễ dàng rồi. Một người trong đó cười nói ha ha, nhưng nhìn qua Tiết Khuyết với ánh mắt đầy kiêng kỵ. Tiết Khuyết cười nhạt một tiếng, nói. Vẫn là Thanh Thành huynh số mệnh mạnh nhất, không ngờ có thể có được thất giai thanh tác kiếm, chúng ta thật sự hâm mộ mà. Một trong chín tên thủ hộ thất túc đạo quả chính là Lữ Thanh Thành, hắn nhẹ nhàng hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Không tốt. Vào lúc Thôi Tứ đang bố trí kết giới đột nhiên biến sắc, hắn nhìn qua bầu trời. Thôi Tứ huynh, xảy ra chuyện gì? Những người còn lại đầy kinh hãi, nhìn qua bầu trời. Chỉ thấy trên bầu trời lúc nào đã xuất hiện trường kiếm màu tím, hào quang bắn ra bốn phía, vậy mà chém phá kết giới, trường kiếm hóa thành hình thái cực lớn, lẳng lặng dừng trên không trung. Người nào, dám dương oai ở trên? Thôi Tứ hét lớn một tiếng, sắc mặt của hắn đầy ngưng trọng. Uy áp từ thanh huyền khí này tỏa ra tuyệt đối là thất giai. Hơn nữa người dùng kiếm phá vỡ kết giới của Thôi Tứ tu vị ít nhất cũng trên hắn. Tử ảnh kiếm. Lữ Thanh Thành kinh hô, xương tay vang lên tiếng đùng. Nắm tay của hắn lộ gân xanh, hiển nhiên nhận ra chủ nhân thanh kiếm. A hát. Trên không trung truyền ra tiếng kêu thần bí, mỉa mai, nói. Thì ra là Thanh Thành huynh bị một trưởng Sivua Lý Vân Tiêu đập bay a. Hai bóng dáng hiển hiện ra trên không trung, một người trong đó duỗi tay ra, tử ảnh kiếm lập tức hóa thành một đạo kiếm quang bị hắn thu lại. Một người khác thì cười hì hì nhìn qua bên dưới. Không chỉ có Thanh Thành huynh ở đây, ngay cả ba cao thủ võ đạo bị thua cũng ở nơi này, thật là trùng hợp a,
ha ha. Lữ Thanh Thành cùng Dương Phương Chu mấy người này tức giận tới mức toàn thân run rẩy. Những người này ở trong môn phái của mình không ai không phải thiên tài tinh anh, ngày bình thường được người ta tôn kính, đâu chịu nổi loại sỉ nhục này. Đặc biệt là Dương Phương Chu ba người, tại Thành Viêm Vũ bọn họ mất mặt rất lớn, chịu nhục muốn tìm Lý Vân Tiêu rửa sạch hổ thẹn lúc trước. Hiện tại bị người ta đâm ra chuyện này, quả thực còn khó chịu hơn giết bọn họ. Nhưng thất túc đạo quả trước mặt, mỗi người đều trở nên tỉnh táo hơn nhiều, tất cả đều vùi sâu thù hận trong đáy lòng. Ta nói là ai, thì ra là Bắc Vực Chiến Gia Chiến Phàm cùng Mai Hoa Đảo Chu Tử Nguyên. Sắc mặt Tiết Khuyết âm trầm, không thể ngờ lại gặp phải hai đại địch. Muốn đạt được thất túc đạo quả càng trở nên khó khăn hơn. Chu Tử Nguyên cười hì hì nói ra. Chiến Phàm huynh, ta nói không sai chứ. Nơi này quả nhiên có bảo bối. Hạo Thiên Kính của ta có thể dò xét dị tượng trong phương viên trăm dặm, bất luận là thiên tài địa bảo gì cũng đừng mong thoát khỏi ta dò xét. Hai người một trước một sau đáp xuống, Chiến Phàm gật đầu nói. Tử Nguyên huynh có Hạo Thiên Kính quả nhiên danh bất hư truyền, dĩ nhiên là thất túc đạo quả. Ánh mắt của hắn đầy thận trọng, loại bảo bối này giá trị to lớn, khó có thể đánh giá. Từ hào khí hiện trường đã có thể nhìn ra được, đợi lát nữa tất nhiên sẽ là một hồi ác chiến. Trên mặt Chu Tử Nguyên đầy khiếp sợ, nhìn chằm chằm vào thất túc đạo quả nuốt nước miếng nói. Tu Di Sơn quả nhiên không hổ là tiên cảnh, không ngờ còn có đạo quả do thiên địa sinh ra. Nhưng mà đạo quả chỉ có một cây, người thì hơn 10, hắc hắc. Tay phải của hắn lật một cái, kiện phỏng chế Hạo Thiên Kính lơ lửng trong lòng bàn tay, bắn ra hào quang sáng ngời. Chu Tử Nguyên nhìn chằm chằm vào Hạo Thiên Kính nói. Hơn nữa cũng có không ít người đang chạy tới nơi đây. Dường như cũng phát hiện khí tức của thất túc đạo quả. Trên mặt Thôi Tứ biến đổi, nói. Đều là hai người các ngươi, nếu không kết giới đã sớm bố trí xong. Chiến Phàm ngẩng đầu lên, ánh mắt ngưng lại, hiện lên một tia tàn khốc, cười lạnh nói. Một đám tôm tép nhãi nhép cũng muốn tới phân chia thiên địa chí bảo. Bóng kiếm trong tay hắn lóe lên, lập tức một đạo ánh sáng tím phóng lên trời, tản ra trên không trung. Hóa thành vạn đạo kiếm quang chém ra bốn phương tám hướng, nhìn qua chẳng khác trăm hoa đua nở, bầu trời biến thành màu tím. Chu Tử Nguyên nhìn qua Hạo Thiên Kính, cười nói. Ha ha, Chiến Phàm huynh dùng tử ảnh kiếm quả nhiên sắc bén, những người kia dường như dậm chân tại chỗ, không thể tiến lên. Chiến Phàm ngạo nghễ nói. Thực lực thấp kém tới đây là tìm chết, thực lực cường đại kết giới cũng không ngăn được. Bố trí kết giới làm cái rắm. Tranh thủ thời gian bàn bạc làm sao chia thất túc đạo quả này đi. Vào lúc này đạo quả đã mở phiến lá thứ 7 ra, đã thành thục, phía trên ẩn chứa ý cảnh thất túc, làm cho tất cả mọi người cảm nhận được nhiệt huyết bành trướng, dường như muốn tiếp xúc với thiên địa quy tắc. Nhưng tất cả mọi người chán nản, tình thế hiện tại càng phức tạp, sợ rằng không ít người sẽ nuốt hận mà chết, một đám người nhìn chằm chằm vào thất túc đạo quả, nếu đã tới thì phải có giác ngộ cái chết. Đột nhiên bầu trời xuất hiện âm thanh ầm ầm. Trong mắt một đám cường giả, một chiếc thanh lang chiến xa chạy tới. Đi gì, thanh lang chiến xa bị đánh nát rồi mà. Sao có thể xuất hiện chứ? Chắc thằng tác giả nó quên. Chiến Phàm nhướng mày, lạnh giọng nói. Lại có kẻ muốn chết. Chu Tử Nguyên ngẩng đầu nhìn lại, suy cười nói. Phía trên có ba người, một vũ tông, một vũ vương, một vũ quân. Ha ha, từ cao tới thấp, phối hợp thật ăn ý. Hừ. Vũ vương vũ quân mà cũng muốn nhúng chàm, bổn quân sẽ tiễn các ngươi lên đường. Trong đó nam tử âm dương quái khí không chịu nổi hào khí khẩn trương này, muốn phát tiết tâm trạng một chút, một đạo quyền ảnh ngưng tụ trên không trung, đánh thẳng vào chiến xa. Thanh lang chiến xa cũng chỉ là tứ giai, hơn nữa năng lực thừa nhận không bằng tứ giai huyền khí. Dưới một quyền của nam tử âm dương quái khí này, chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Đúng lúc này. Thanh lang chiến xa đột nhiên thẳng tắp chuyển vài vòng, dùng động tác không thể tưởng tượng nổi vượt qua quyền ảnh kia. Cái gì? Tất cả mọi người ngẩn ngơ, chiến xa cũng không phải là người, làm gì có ai điều khiển linh hoạt như thế. Xíu, yêu yêu. Đột nhiên một âm thanh xé gió vang lên, dường như trong chiến xa có đồ vật gì đó bắn ra, nhưng tốc độ cực nhanh, người ở nơi này không ai có thể nhìn rõ toàn bộ. Ti, thất túc đạo quả. Đột nhiên Dương Phương Chu nghẹn ngào hét lớn một tiếng, biểu lộ hoảng sợ giống như ai đó đang bóp cổ của hắn. Tâm thần tất cả mọi người chấn động,
chỉ thấy trên thất túc đạo quả chẳng biết lúc nào đã bị một giọt nước màu xanh bám vào, sau đó bao phủ toàn bộ gốc cây. Xíu, yêu yêu. Ngay vào lúc mọi người mở to mắt nhìn qua, giọt chất lỏng màu xanh lá lại bao phủ thất túc đạo quả, trực tiếp nhổ tận gốc, lập tức bắn trở về thanh lang chiến xa, tốc độ cực nhanh, nhanh tới mức mắt thường không thể nhìn thấy. Lúc này trên chiến xa có âm thanh kinh dị vang lên, nói. Ồ, thật sự là thất túc đạo quả. Không tệ không tệ, thứ này ăn vào có lợi thật lớn. Phía dưới nổ tung nồi, đầu óc tất cả mọi người nổ tung lên, cơ hồ đều sung huyết, khí thế trong nháy mắt tăng lên tới cực điểm, hơn 10 đạo quang mang phóng lên trời, linh khí hóa dịch trong nháy mắt này cũng bị ngăn cản ở bên ngoài, sau đó sương mù lại che chắn các nơi. Chu Tử Nguyên ngây ngốc một lúc, lẩm bẩm nói. Thứ màu xanh lá, chiến xa này. Đồng tử của hắn đột nhiên phóng đại lên, đã biết rõ người đến là người phương nào, trên trán mồ hôi lạnh đầm đìa, hắn hóa thành hào quang đuổi theo mau. Cho dù Lý Vân Tiêu có bổn sự thông thiên, dám cứ lấy thất túc đạo quả trước mặt mọi người thì phải chết không nghi ngờ. Thất túc đạo quả, Vân Tiêu đại nhân, đây là vật gì? Vương Cường cảm nhận được linh khí và quy tắc chấn động trên thất túc đạo quả, trong lòng cũng rất khiếp sợ. Hắn thân là con trai môn chủ Thiên Châu Môn, đã sớm nhìn quen thiên tài địa bảo, nhưng mà trái cây ẩn chứa quy tắc võ ý thì mới thấy lần đầu. Lý Vân Tiêu cầm trái cây trong tay quan sát một hồi, lúc này mới cẩn thận thu nó vào trong hộp ngọc, cười nói. Cũng không có gì, sau khi ăn có thể lĩnh ngộ toàn bộ thất túc võ ý, trực tiếp trùng kích đến Vũ Hoàng Đỉnh Phong, trong lúc tu luyện sẽ không gặp bình cảnh gì đó. Chi, cái gì? Trong mắt Phương Cường như rơi ra ngoài. Thất Thanh nói. Tại sao có thể có đồ vật nghịch thiên này tồn tại? Cái này, cái này, cái này. Hắn liên tiếp nói cái này, trong lòng khó ức chế biểu tình kinh ngạc của hắn, hai mắt ngốc trệ nhìn qua không gian giới tử trong tay Lý Vân Tiêu, xuất thần hồi lâu. Lạc Vân Thường sắc mặt kinh hoàng, nói. Vân Tiêu, những khí tức cường đại này. Lý Vân Tiêu vung tay lên, nói. Đừng hoảng hốt, trốn tốc độ cao nhất là được. Thanh lang chiến xa chạy với tốc độ nhanh nhất, không ngừng tiến về phía chân trời. Võ giả sau lưng tức giận ngập trời, tăng thêm Chu Tử Nguyên tổng cộng 14 người đuổi theo không bỏ. Ba người trong chiến xa trong mắt bọn họ là người chết, hiện tại tất cả mọi người lo lắng nhất chính là thất thúc đạo quả bị một người trong đó ăn đi, như vậy cho dù bầm thây kẻ đó thành vạn đoạn cũng chưa đủ hả giận. Vương Cường cũng nhìn thấy sau lưng xuất hiện nhiều quang mang, khí tức của mỗi người không kém gì hắn. Đặc biệt là mấy người dẫn đầu càng có khí tức của Vũ Tông Đỉnh Phong. Sau đó mới từ trong khiếp sợ thất túc đạo quả tỉnh táo lại, lau mồ hôi lạnh trên trán, nói. Vân Tiêu đại nhân, phương hướng này của ngươi, chẳng lẽ? Hai mắt Lý Vân Tiêu sáng lập lòe, lại cười nói. Tổng cộng 14 Vũ Tông, không biết có thể giết chết thạch thú hay không? Trong lòng Vương Cường trầm xuống, thầm nghĩ quả nhiên. Trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, nói. Phía trước có thạch thú, sau có hơn 10 tên vũ tông, chúng ta kẹp ở giữa, chẳng phải không thể chạy thoát sao? Lý Vân Tiêu nhìn qua hắn cười nói. Ngươi quên lục giai không gian trận sao? Chẳng phải vừa rồi cũng trốn thoát đấy à? Sắc mặt Vương Cường đại biến, vội vàng ngồi xếp bằng xuống bắt đầu chữa thương, hắn ăn rất nhiều đan dược như đậu rang. Vừa rồi phát hoảng thiếu chút nữa chết mất, nếu lại nói nữa, hắn không cho rằng mình sẽ còn sống. Mẹ kiếp! Thanh lang chiến xa vì sao chạy nhanh như thế? Lại dám cướp thất túc đạo quả, chết, chết a hát. Đám vũ tông sau lưng tức giận truy kích, mắt thấy khoảng cách với thanh lang chiến xa càng lúc càng ngắn, lập tức một gân xanh lộ ra, sắc mặt dữ tợn, tùy thời ra tay giết người. Đây là khí tức gì? Trong đám người Chu Tử Nguyên đi theo có sắc mặt thanh tỉnh nhất, lúc này tâm thần chấn động, hoảng sợ nhìn chằm chằm vào phía trước, dường có uy áp đầy trời đang tiến tới. Chấm đen ở chân trời không ngừng biến lớn. Hắn giật mình lấy Hạo Thiên Kính ra xem xét, lập tức cả kinh nói. Mọi người cẩn thận, phía trước có yêu thú vô cùng lợi hại xuất hiện. Trên Hạo Thiên Kính chỉ thấy tốc độ di chuyển của yêu thú cùng với yêu khí mạnh mẽ xuất hiện. Những người khác lúc này nhìn thấy chấm đen biến lớn, nhưng mà bọn họ có hơn 10 người, hơn nữa tất cả đều là cường giả vũ tông. Trừ phi yêu thú cấp vũ hoàng, nếu không căn bản không cần lo lắng. Cho nên không có người nào lên tiếng, vẫn nhìn chằm chằm vào thanh lang chiến xa phóng đi. Lý Vân Tiêu nhìn thấy thạch thú, trong ánh mắt đầy vẻ tham lam, dường như còn nóng bỏng hơn so với thất túc đạo quả.
Tuy thực lực của hắn là lục tinh vũ quân, nhưng lĩnh ngộ võ ý lại là cửu thiên vũ đế đỉnh phong. Mặc dù là cửu thiên cảnh vũ đế đạo quả đối với hắn tác dụng cũng không lớn. Vương Cường huynh, không sai biệt lắm. Lý Vân Tiêu không đếm xỉa tới lục giai không gian truyền tống chi trận đã khắc tốt, lặng lặng nhìn qua thân ảnh thạch thú càng lúc càng lớn, khóe miệng tươi cười âm tàn. Sắc mặt Vương Cường trở nên cực kỳ khó coi, lần nữa nuốt một viên đan dược vào trong bụng, đứng cùng một chỗ với Lạc Vân Thường. Đám cường giả Vũ Tông sau lưng nhìn thấy bộ dáng của thạch thú cường tráng như núi, di động cực nhanh, bước chân bay trên trời, không có dẫm xuống đất. Trời ơi, đây là yêu thú gì? Hình thể to lớn như thế. Tất cả mọi người biến sắc, nhao nhao giảm bớt tốc độ, bắt đầu hoảng sợ. Đám cường giả Vũ Tông lúc này đã sợ hãi rồi, hình thể thạch thú to như núi, đầu của nó cao vút trong mây, chân thì lơ lửng trên không trung. Trên người phát ra yêu thú ngập trời làm nội tâm người ta phát lạnh. Ọt ọt. Không ít người hoảng hốt nuốt nước bọt, thời điểm này kẻ đần cũng biết, yêu thú này tuyệt đối là cấp bậc vũ hoàng. Đáng chết, vì sao đột nhiên lại xuất hiện yêu thú cấp bậc vũ hoàng? Tất cả mọi người tức giận, Thôi Tứ càng phát điên quát. Mẹ kiếp, xông lên, vì thất thúc đạo quả, đánh bạc một lần thì có làm sao? Yêu thú này hình thể thật sự quá lớn, tất nhiên nhanh nhẹn chưa đủ, mọi người vây quanh chiến đấu với nó, chắc chắn sẽ đánh chết nó đấy. Thanh Lang chiến xa trước mặt sắp xông vào người yêu thú, trong nội tâm tất cả mọi người khẩn trương, đỏ mắt tiến lên. Xíu, yêu yêu. Đột nhiên một đạo hào quang từ trong Thanh Lang chiến xa bắn ra ngoài, trực tiếp xuyên thẳng qua giữa đám cường giả Vũ Tông này, tất cả mọi người kinh hãi, ánh mắt không thể nhìn thấy, chỉ mơ hồ cảm thấy trong đó có người. Không tốt, những tên kia bỏ trốn. Sắc mặt Chu Tử Nguyên đại biến, kinh sợ liên tục nhìn vào Hạo Thiên Kính nói. Ba người trong hào quang vừa rồi đã cách chúng ta trăm dặm. Cái gì? Tất cả mọi người sắc mặt xanh lại, oanh. Rốt cuộc Thanh Lang chiến xa đã vào tới trước mặt thạch thú, bị một chảo của nó đánh nát bấy. Hình thể thạch thú chậm rãi bay lên, giơ nắm đấm lên đập tới trước. Mà mẹ nó, chạy mau a hát. Chu Tử Nguyên bị uy áp từ nắm đấm làm kinh hồn táng đảm, dốc sức liều mạng lui về sau đi, lại quát. Mọi người đi theo ta. Cướp lấy thất túc đạo quả chính là thành chủ thành Viêm Vũ Lý Vân Tiêu. Cái gì? Dĩ nhiên là cái thằng kia. 14 người tức giận nghiến răng nghiến lợi, đặc biệt là Lữ Thanh Thành cùng Dương Phương Chu ba người, sắc mặt tối sầm, khí huyết thiếu chút nữa dâng lên óc, giận dữ hét. Lý Vân Tiêu, bất cộng đái thiên. Nhưng rất nhanh cảm giác mát lạnh làm tức giận của bọn họ hòa tan, một quyền của thạch thú đã ở trên đầu, hóa thành đất đá phô thiên cái địa rơi xuống. Giống như một con sông dài từ trên trời rơi xuống. Trốn a hát. Hơn 10 người thất kinh, một quyền của Vũ Hoàng cực mạnh, huống chi còn là thạch thú cường hãn trong yêu thú, lập tức biến thành chim thú tán, dốc sức liều mạng đi theo sau lưng Chu Tử Nguyên, đuổi theo Thanh Lang chiến xa. Trong mắt thạch thú mở ra thật to, miệng của nó dường như phát ra âm thanh gì đó. Thân thể dần dần phát sinh biến hóa, hai chân từ từ thu lại, cánh tay cũng rủ xuống. Mấy hô hấp sau biến thành quả bóng đá to lớn từ trên không trung lăn xuống, tốc độ cực nhanh. Nội tâm 14 người rét run, lập tức vận dụng 10 thành sức lực chạy đi. Những tên rớt lại phía sau bị uy áp thạch thú chấn áp, sợ tới mức hồn phi phách tán, nhao nhao thi triển bí pháp tăng thực lực ra, các loại đan dược ném vào bụng không tiếc tiền, tốc độ lập tức tăng lên vài lần. Đạo hào quang bao phủ ba người lập tức bay ra xa trăm dặm, rốt cục dừng lại. Vương Cường phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lung lay sắp đổ, từ không trung rơi xuống đất. Hắn giãy giụa vận chuyển một tia chân khí, lúc này mới cẩn thận đứng trên một ngọn núi, toàn thân run rẩy nuốt đan dược vào, ngồi xếp bằng điều tức. Lý Vân Tiêu cùng Lạc Vân Thường lông tóc ít bị tổn thương, đứng trên đỉnh núi nhìn ra phía sau. Lý Vân Tiêu tản thần thức ra, rất nhanh phát giác được khí tức của thạch thú, lúc này cười nói. Đám Vũ Tông này thật không cốt khí. Còn chưa đấu võ đã bỏ chạy, làm thế nào cho phải đây? Đây là Tu Di Sơn, đi nơi nào tìm Vũ Hoàng hàng phục thạch thú? Tuy vừa mới bước vào Vũ Hoàng, nhưng một tinh là một thiên địa, huống chi là vượt qua một đại cảnh giới. Tiến vào Tu Di Sơn đều phải dưới 50 tuổi, có thể bước vào Vũ Tông đã là thiên tài khoáng thế, nói gì tới Vũ Hoàng? Cũng phải, ta sẽ giúp các ngươi liên thủ với nhau. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Thân thể trực tiếp đi từng bước lên trời cao,
trên người tỏa ra kim sắc quang mang, từng đạo khoa đầu văn hiện ra. Trong lòng Vương Cường chấn động, ngẩng đầu nhìn lên, hắn thật sự không nghĩ ra Lý Vân Tiêu chỉ có tu vị vũ quân thì làm sao có thể lăng không mà đứng. Lạc Vân Thường nhìn qua si ngốc, trong thủ ấn của Lý Vân Tiêu có từng khoa đầu văn màu vàng bay ra, hình thành một trận pháp thật nhỏ quanh thân, cuối cùng đầu đuôi kết nối với nhau tạo thành một trận pháp màu vàng, lập lòe bất định trên không trung. Trong trận pháp còn một khoa đầu văn lập lòe không nhận ra, hơn nữa các loại ký hiệu cổ quái dường như tối nghĩa, nhưng mà không có tản ra. Cuối cùng tạo thành một trận đồ lóng lánh trên cao. Ánh sáng màu xanh lóe lên trong tay Lý Vân Tiêu, mấy chục kiện loại huyền khí đều hiển hiện trong tay, hắn phất tay tản ra, những huyền khí này đánh vào trận pháp, tản mát ra các loại hào quang, biến thành trận nhãn. Cuối cùng một đạo ký hiệu cổ quái đánh ra, trận pháp này dần dần tiêu tan, ẩn vào trong hư không, trên trời cao lại khôi phục bình thường. Cái này, Vương Cường nuốt nước bọt, không ngờ có thể ẩn trận pháp vào hư không, hoàn toàn chính là bẫy dập A Hát. Dùng thực lực vũ tông của hắn phải cực lực cảm nhận mới phát hiện một ít cổ quái. Những vũ tông dốc sức liều mạng kia thì làm sao phát hiện ra đây? Sau khi uống cạn nửa chung trà, các loại khí tức từ từ tới gần. Thạch thú vẫn cuộn tròn lăn tới, nhưng đã ít đi vài tên vũ tông, chỉ có 9 người, hiển nhiên có 5 người chết thảm. Phía trước, Lý Vân Tiêu ở phía trước. Chu Tử Nguyên nhìn chằm chằm vào Hạo Thiên Kính, mạnh mẽ kêu to lên. Một đám người nghe xong, tinh thần chấn động, tất cả lửa giận ngập trời, tốc độ càng nhanh hơn vài phần, liều mạng giả xông tới. Phản ứng của bọn họ đầu tiên chính là bầm thây Lý Vân Tiêu thành vạn đoạn. Vèo, vèo, vèo. 9 người bay qua không trung, nhảy vào khu vực Lý Vân Tiêu bày trận, trong lúc này đều dừng lại, không nói tiếng nào đứng trên không trung. Nhưng mà khí tức không ngừng tăng lên, bộc phát tới cực hạn. Đã xảy ra chuyện gì? Trong nội tâm Vương Cường kinh ngạc, những người này chỉ trệ không tiến, dường như trong mắt còn đang mê ly. Mà thạch thú đảo mắt đã tới, nếu như vẫn không thanh tỉnh thì sẽ chết chắc. Hai mắt Lý Vân Tiêu biến thành màu yêu nghiệt, hắn đang dùng tinh thần lực chế tạo ảo thuật thật lớn, làm 9 người này dừng lại một lát. Rốt cục đợi đến lúc thạch thú đuổi theo thì tinh thần của hắn buông lỏng, ảo giác trong mắt 9 người đã không còn. Đi gì, ở đoạn này tác giả ghi từ 9 người biến thành 17 người. Mình sửa lại 9 người giống như từ đầu chương, sau này có khác biệt sẽ sửa lại. Xảy ra chuyện gì? 9 người đã thanh tỉnh lại, tức giận nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, trong giây lát phát hiện bầu trời tối sầm, thạch thú cuộn tròn đã lao tới, khôi phục hình thái yêu thú, nó như một ngọn núi đánh thẳng xuống. Hai tay Lý Vân Tiêu đột nhiên bắt quyết, hét lớn một tiếng. Trận pháp bố trí lúc trước hiện ra, giống như một quang luân thật lớn không ngừng xoay tròn tập trung vào thạch thú. Một quyền của nó dừng lại, làm cho 9 người tránh né dễ dàng. Kim quang bảo luân, tứ phương chi lực, than. Lý Vân Tiêu quát nhẹ, quang luân to lớn của trận pháp co rút lại sau đó sụp xuống, dường như không gian bốn phía cũng áp xúc lại. Ánh mắt thật nhỏ của thạch thú co rút lại, thả ra hào quang đen nhánh, dường như đã bị khiêu khích, hai đấm to lớn vung lên, nó không ngừng gào to, trên bầu trời xuất hiện tiếng nổ mạnh ầm ầm, dưới quyền uy của nó, bầu trời như bị đánh vỡ ra. Người bốn phía nhìn thấy cảnh tượng này, cả kinh tới mức nội tâm phát lạnh. Quyền uy của quái vật khổng lồ như thế ai mà đỡ nổi. Còn nhìn làm cái gì? Hiện tại không ra tay, chờ trận pháp của ta vỡ ra, tất cả mọi người phải chết. Lý Vân Tiêu đột nhiên quát to lên, trận pháp của hắn lấy huyền khí làm mắt trận, chúng không ngừng bị quyền phong đánh tan, bắn ra từng gợn sóng. Lý Vân Tiêu, cho dù chết ta cũng muốn giết ngươi trước. Dương Phương Chu vừa thấy hắn, hốc mắt lập tức đỏ bừng, băng gấm màu bạc trải ra lao tới. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn qua hắn, nói. Ngươi giết ta, trận pháp sẽ lập tức phá vỡ. Các ngươi độc chiến thạch thú đi thôi. Vèo. Hắn lời này rõ ràng có tác dụng, một đạo ánh sáng tím hiện lên, lập tức đánh rơi băng gấm màu bạc. Chiến phàm trực tiếp ngăn ở trước mặt Lý Vân Tiêu, lạnh giọng nói. Có bất kỳ thù hận gì cũng áp xuống cho ta. Hiện tại tất cả mọi người liên thủ diệt thạch thú này, nếu không ai cũng đừng mong sống sót rời đi. Chiến phàm đã phát hiện uy lực trận pháp của Lý Vân Tiêu cực lớn, không chỉ vây khốn thạch thú ở trong đó, lại còn tạo thành tổn thất nhất định với thạch thú. Nếu phối hợp trận pháp này, 9 tên vũ tông bên mình đồng loạt ra tay cũng không phải là không có trông cậy vào. Nếu không một đường trốn, kết cục cuối cùng vẫn là bị tiêu diệt.
những người còn lại hiểu rõ đạo lý kia, Tiết Khuyết lạnh lùng nói. Ai thời điểm này dám tính toán thù riêng, ta là người đầu tiên giết kẻ đó. Ra tay! Chiến phàm hét lớn một tiếng, tử ảnh kiếm phá thể mà ra, hình thành kiếm ảnh to lớn trên không trung, lập tức tử khí trùng thiên, trường kiếm chém ra. Trong mắt thạch thú bắn ra hắc quang, phát ra tiếng giống to lớn, một quyền nện vào kiếm phong, phát ra âm thanh kim loại chói tai. Trận tốc của Lý Vân Tiêu nhanh chóng sụp xuống, còn thừa những huyền khí ở mắt trận thả bảo quang ra, áp vào trung tâm quang luân. Trong tay Tiết Khuyết xuất hiện con dấu kim loại, trực tiếp hóa thành núi nhỏ nện vào thạch thú. Chiến phàm tử ảnh kiếm sau mấy hô hấp bay trở về, hào quang ảm đạm. Người khác cũng nhận phải trùng kích to lớn, phun ra một ngụm máu tươi rút lui mấy chục thước. Lúc này con dấu kim loại của Tiết Khuyết bắn ra hào quang mạnh mẽ, từ trên cao rơi xuống, trực tiếp nện vào lưng thạch thú, phát ra tiếng nổ kinh thiên. Những người còn lại không ngừng ra tay, Lữ Thanh Thành, Dương Phương Chu, Trầm Ngao Bắc, Chính Thất Tình bốn người nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu hận đến nghiến răng ngứa, nhưng mà rốt cục nhịn xuống, biết rõ đại cục làm trọng, nhao nhao ra tay với thạch thú. Hơn 10 đạo quang mang sáng sáng ngời đánh thẳng vào thạch thú. Lạc Vân Thường cùng Vương Cường bên dưới nhìn qua kinh tâm động phách, hơn 10 tên vũ tông đại chiến yêu thú vũ hoàng, loại tràng diện to lớn này bọn họ chưa từng trải qua, chỉ cảm thấy có cảm giác sơn băng địa liệt. Giống, thạch thú đang bị quang luân vây khốn hét to lên, thân thể của nó bị các cao thủ đánh sụp xuống, thân thể cực lớn bị tổn thương khắp nơi, dường như muốn sụp đổ xuống. Mọi người nhìn thấy thế vui mừng trong lòng, cảm thấy vũ hoàng cũng không phải không thể chiến thắng. Cả đám tin tưởng tăng nhiều, thi triển tuyệt chiêu càng có lực. Ở xa xa chiến phàm hít một hơi, lại vung tử ảnh kiếm xông tới. Rốt cuộc thạch thú không trụ nổi, nó bị quang luân vây khốn, không chỉ có không gian chi lực nặng nề áp lên người, hơn nữa tổn thương to lớn làm giảm năng lực hành động của nó, lúc này nó lâm vào trạng thái bị động chịu đòn, thân thể không ngừng có đá rơi xuống. Nó cũng nhìn ra nhân tố chế ước mình phát huy chính là quang luân, mà mỗi đánh bại một kiện huyền khí, lực lượng quang luân yếu hơn vài phần. Oanh! Thời điểm quang luân chưa biến mất toàn bộ, thạch thú rốt cục chống đỡ không nổi cả đám người, cả lồng ngực nổ ra, hóa thành từng khối đá vụn. Ngay sau đó từ đầu sọ bắt đầu, đá vụn từ trên cao rơi xuống, hóa thành từng khối đá nhỏ. Thành công! Mọi người đại hỉ, nhưng dù sao cũng là yêu thú cấp bậc vũ hoàng, ai cũng không dám chủ quan, tiếp tục oanh kích, đá vụn không ngừng rơi xuống như mưa nhưng mà không có chạm đất. Đồng tử Lý Vân Tiêu hơi co lại, đột nhiên quát. Dĩ nhiên là thạch thú chi vương. Mọi người cẩn thận. Pháp quyết trong tay biến ảo, quang luân nhanh chóng co rút lại, không ngừng áp vào đá vụn rơi xuống, bị lực lượng này tiếp được. Dòng sông đá vụn này dừng lưu động, một âm thanh trái tim đập mạnh vang lên trong đá vụn, ở trong một nơi nhỏ bé của đám đá vụn, một khối tinh thạch màu đỏ lưu động. Công kích khối đá màu đỏ. Lý Vân Tiêu hét lớn. Trên mặt của hắn đầy ngưng trọng. Thạch thú dĩ nhiên là tồn tại vương giả, hắn không ngừng đánh ra các loại pháp quyết, đem trận pháp phát huy đến mức tận cùng, tất cả lực lượng hội tụ một điểm chém vào tảng đá kia. Những người còn lại hiểu ra, tảng đá màu đỏ chắc chắn là trái tim của thạch thú. Lữ Thanh Thành, thanh tác kiếm của ngươi. Chiến phàm hét lớn một tiếng, tự ảnh kiếm trong tay bay ra, hóa thành ánh sáng tìm treo trên bầu trời. Lữ Thanh Thành lập tức hiểu ý. Bảo kiếm của hai người vốn là một thể, là tử ảnh thanh tác kiếm cực kỳ nổi danh ở Tây Vực, chính là tử thanh vũ đế rèn luyện. Tử thanh vũ đế sáng chế kiếm ý tông sau đó biến mất, thanh bảo kiếm này cũng bị môn hạ đệ tử cướp đoạt sau đó tách ra, phân thành tử anh, thanh tác hai kiếm thất giai. Xíu, yêu yêu. Thanh tác kiếm phá không bay lên, thanh mang lập tức trải rộng hư không, hợp cùng tử khí kiếm. Hai thanh bảo kiếm phát ra tiếng kêu to, dường như gọi nhau trở về. Long cong. Hai thanh bảo kiếm dần dần hợp làm một trên hư không, một đạo kiếm ý ngập trời xuất hiện, chấn nhiếp tâm hồn tất cả mọi người. Đây là... Lý Vân Tiêu cũng nao nao, trong mắt bắn ra hào quang, đột nhiên khẽ cười nói. Thật sự là bảo kiếm không tệ. Đám đá vụn kia cảm nhận được uy hiếp, trái tim màu đỏ đập mạnh hơn vài phần, bắt đầu sao động. Đám đá vụn không ngừng hội tụ vào nhau, tạo thành hình tròn trải rộng, dường như phải bảo vệ thạch chi tâm. Không tốt, nó muốn khôi phục. Lữ Thanh Thành kinh hoàng hốt giống to, hai thanh trường kiếm hợp thể dường như đã bị lực cản lớn lao, khó có thể tiến thêm.
Chiến Phàm nổi giận mắng. Phế vật, đều là do tu vị của ngươi kém ta vài cấp bậc, lúc này mới khống chế không tốt. Mặc kệ, cứ như vậy chém xuống đi. Tử Ảnh Thanh Tác kiếm vừa dung hợp một nửa, rốt cuộc không cách nào tiến hành tiếp. Dưới sự khống chế của hai người, mũi kiếm rủ xuống chém vào trái tim màu đỏ kia, bầu trời hóa thành tử thanh sắc nồng đậm bao phủ. Lý Vân Tiêu nhướng mày, hai tay đánh ra vài đạo pháp quyết, quát. Kim quang bảo luân, tứ phương chi lực, ngưng. Trận đồ không ngừng thu nhỏ trên không trung, hóa thành một đạo kim sắc quang mang bám vào Tử Ảnh Thanh Tác kiếm, giống như kiếm quang lưu chuyển. Nội tâm Chiến Phàm cùng Lữ Thanh Thành đều hoảng hốt, sau khi quang luân phụ thể, hai thanh trường kiếm vậy mà tiếp tục dung hợp, nhưng mà không thể quá nhanh, cần có thời gian. Oanh! Khối đá còn chưa ngưng tụ xong, cự kiếm đá chém vào trong đám đá vụn, đã bị ngăn cản nên khó tiến mảy may, trên không trung không ngừng xuất hiện tiếng kiếm minh. Mà tảng đá thừa nhận áp lực thật lớn, đang không ngừng run run, rất nhiều đá vụn buông lỏng. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn qua cảnh này, nếu như Tử Ảnh Thanh Tác kiếm vẫn không thể chém giết thạch thú, vậy những người bọn họ đừng mong sống sót. Không tốt! Đồng tử Lý Vân Tiêu co rụt lại, vội vàng dẫm ra vài vằn nước trên không trung, thân ảnh sau một khắc xuất hiện trên đỉnh núi, ôm tay Lạc Vân Thường nói. Mau tránh vào trong ngực của ta. Tâm thần Lạc Vân Thường rung động, bị cánh tay hữu lực của đối phương kéo vào ngực, đầu óc choáng váng. Oanh! Thạch thú và cự kiếm kiềm giữ lẫn nhau, trong lúc này nổ vang, trường kiếm bị chấn bay, trên không trung lập tức chia làm hai thanh bảo kiếm, hào quang mất hết rơi xuống đất. Vô số đá vụn bắn ra bốn phía, cả không gian đều nằm trong phạm vi công kích. Tất cả mọi người hoảng hốt, đám đá kia không phải những viên đá bình thường, chính là thân thể yêu thú. Mỗi một viên đều có lực công kích như huyền khí, ngàn ngàn vạn vạn viên như thế công kích, ai có thể ngăn cản nổi. Nhao nhao kinh hãi vận chuyển chân khí toàn thân, phòng ngự tối đa. Ầm ầm, trên bầu trời xuất hiện mưa đá, bốn phía truyền ra âm thanh nổ tung, một cái hố lớn xuất hiện trên đất. Lạc Vân Thường cảm nhận được chấn động từ người Lý Vân Tiêu truyền đến, thỉnh thoảng có đá lớn nện vào lưng của hắn, mỗi lần như thế đều có máu từ yết hầu hắn chảy ra. Vân Tiêu. Lạc Vân Thường đã ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt từ miệng Lý Vân Tiêu truyền đến, nàng cả kinh không biết làm sao, nhìn qua gương mặt lạnh nhạt kia đang mỉm cười, lúc này nước mắt trào ra, khóc ròng nói. Đều tại ta kiên trì đi theo ngươi ra ngoài. Nếu như ở trong giới thần bi thì không trở thành vướng víu của ngươi. Ô ô ô, Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, hé miệng phun ra một đám máu tươi, cười nói. Vì sao lại khóc, ngươi chính là cường giả ngũ hành cảnh Vũ Vương, Già Lam học viện Lạc Vân Thường lão sư nha. Ô ô ô, Lạc Vân Thường khóc càng nhiều hơn, dùng sức cầm áo Lý Vân Tiêu, vúi đầu vào ngực của hắn. Mưa đá nện một hồi đá dừng lại. Lý Vân Tiêu có được chí cường phách thể, dưới loại trùng kích này vẫn bị thương nặng. Nhưng cũng may yêu khí trên hòn đá bị hắn hấp thu không ít, chậm rãi tẩm bổ thân thể. Những người còn lại bị đá văng chúng bay đi đâu không biết, cho dù toàn mạng cũng trọng thương sắp chết. Lúc này trên không trung còn sót lại viên tinh thạch màu đỏ đang nhảy bang bang, nhưng mà tinh thạch có chất lỏng màu đỏ chảy ra, hiển nhiên là bị Tử Ảnh Thanh Tác kiếm làm bị thương. Lý Vân Tiêu an ủi Hạ Lạc Vân Thường. Sau đó đi từng bước tới viên tinh thạch màu đỏ kia. Viên tinh thạch màu đỏ dường như có sinh mạng, cảm giác được nguy hiểm, nhảy lên càng lợi hại. Trên vùng đất xuất hiện không ít hòn đá bay lên, nhưng dường như lòng có dư mà lực chưa đủ, những hòn đá bay lên một nửa thì rơi xuống, chỉ có một hai khối nổi lên đập vào Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười cười, giơ quyền đánh ra, đánh nát đám đá vụn này. Đừng giãy giụa, ta không thể giết ngươi, làm người hầu của ta đi. Viên tinh thạch màu đỏ nhảy bang bang, dường như đang kháng cự. Lý Vân Tiêu duỗi ngón trỏ trên không trung khắc họa trận pháp, một khe hở màu vàng bay ra, bay vào trong viên tinh thạch, nó in lên như mạng nhện, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Viên tinh thạch màu đỏ dưới ánh sáng vàng dần dần bình tĩnh trở lại, dường như có ý thần phục. Lý Vân Tiêu đi từng bước về phía trước, vươn tay muốn thu viên tinh thạch vào tay. Đột nhiên một đạo hoàng sắc quang mang từ trời rơi xuống. Đảo qua bầu trời, lập tức bao phủ hắn và viên tinh thạch vào trong. Ở xa xa có một người đang đứng, đúng là Chu Tử Nguyên, Hạo Thiên Kính trong tay hắn bắn ra, khóa không gian này lại. Lý Vân Tiêu thu tay lại, xoay người nhàn nhạt nhìn qua hắn. Chu Tử Nguyên bị ánh mắt của hắn quét qua,
lập tức có cảm giác mát lạnh sinh ra trong lòng. Hắn vội vàng lắc đầu, quát. Mơ tưởng làm loạn tâm thần của ta, người tất nhiên đã tu luyện qua tinh thần công kích. Lý Vân Tiêu nói. Ngươi muốn sao? Chu Tử Nguyên quát. Đem thất túc đạo quả và thạch chi tâm giao ra đây, ta tha cho ngươi một mạng. Lý Vân Tiêu cười nói. Thất túc đạo quả ở trên người của ta, thạch chi tâm cũng ở đây, ngươi cứ tự mình tới lấy. Chu Tử Nguyên hơi cau mày, nói. Ngươi tâm cơ quá nặng, quỷ kế đa đoan, thạch thú cũng là do ngươi dẫn tới. Ngươi lại buông thất túc đạo quả ra, sau đó đi về phía bắc không cho phép quay về. Lý Vân Tiêu mỉa mai nói. Ta tâm cơ sâu, vừa rồi lúc mọi người chiến đấu liều chết, tiểu tử ngươi chạy đi đâu? Nếu như có hạo thiên kính của ngươi định trụ một phương không gian này, chiêu cuối cùng của thạch thú sẽ giảm uy lực hơn phân nửa, cũng sẽ không làm gì được mọi người. Mọi người hiện tại bị thương và chết đi, mà ngươi cái gì cũng không có. Chu Tử Nguyên đỏ mặt lên, giải thích. Đó là bởi vì thân thể của ta nhanh hơn tay, lúc này mới bị thương ít hơn. Ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Nhanh buông thất túc đạo quả và rời đi. Lý Vân Tiêu khinh thị nhìn hắn một cái, suy cười một tiếng, tiếp tục thò tay cầm thạch chi tâm trong tay, hồng quang lóe lên không ngừng. Đồng tử Chu Tử Nguyên đột nhiên co lại, tức giận nói. Buông vật kia ra, ngươi thật không tin ta sẽ giết ngươi sao? Lý Vân Tiêu thu liếm vui vẻ, trong con ngươi hàn ý dần dần tăng, âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ bằng ngươi, ngươi có thể thử ra tay một chút. Ngữ khí của hắn giống như hàn băng, làm cho Chu Tử Nguyên dùng mình, thân thể lại cứng ngắc, không dám hành động mảy may. Ngươi không có cường giả chi tâm, làm sao đánh với ta? Lý Vân Tiêu ném những lời này xong thì đi xuống dưới. Lạc Vân Thường ở trên đỉnh núi nhìn qua hắn, phong thái cường giả tuyệt đối này làm cho nàng bị hấp dẫn si mê. Hắn không cách nào đánh với ngươi, như vậy ta thì sao? Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện sau lưng Lạc Vân Thường, một thanh kiếm đầy hàn khí gác lên cổ trắng bóng của nàng. Vương Cường từ sau lưng đi tới, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp, nói. Ta thực không muốn là địch với ngươi, bởi vì ngươi cho ta cảm giác quá mức nguy hiểm. Nhưng thất túc đạo quả này đáng giá cho ta mạo hiểm. Lạc Vân Thường trở nên vội vàng, nói. Vân Tiêu, bất kể ta, đều là ta liên lụy ngươi, thất túc đạo quả không thể cho hắn, ngươi báo thù cho ta. Đầu nàng uốn éo, muốn cắt cổ vào kiếm, muốn tự giải quyết. Hừ, rơi vào trong tay ta, sinh tử há có thể do ngươi. Khí thế trên người Vương Cường bùng phát, áp chế Lạc Vân Thường không thể nhúc nhích mảy may. Trong nội tâm nàng âm thầm hối hận, nước mắt chảy xuống. Sát khí trong mắt Lý Vân Tiêu tăng nhiều, nói từng chữ. Hiện tại buông nàng ra, có thể tha cho ngươi không chết. Trong lòng Vương Cường chấn động, cảm giác một đạo tinh thần lực tiến vào trong đầu của mình, tâm thần sắp thất thủ. Hắn vội vàng chặt đứt thần niệm, nghiêng đầu đi nói. Người nọ nói đúng, ngươi quả nhiên có bí pháp công kích tinh thần, đáng tiếc ta sớm có phòng bị. Thất túc đạo quả và nữ nhân này, ngươi chọn cái nào? Lý Vân Tiêu im lặng không nói, nhìn qua vẻ mặt thê lương của Lạc Vân Thường, mỉm cười. Trong lúc này đất rung núi chuyển, đỉnh núi lúc này sụp xuống, một lực lượng khổng lồ từ trong lòng đất truyền ra, lập tức hút Vương Cường cùng Lạc Vân Thường vào. Xảy ra chuyện gì? Lý Vân Tiêu cùng Chu Tử Nguyên không ngừng kinh hãi, đỉnh núi lúc này đã sụp đổ, trở thành cái động không đáy, một hấp lực lớn không ngừng cắn nuốt. Lý Vân Tiêu vốn còn cố gắng ngăn cản hấp lực, vừa thấy Lạc Vân Thường rơi xuống thì lập tức kinh hãi, vội vàng đi theo xông vào. Chu Tử Nguyên cũng kinh hoàng, lực lượng kia trực tiếp hút hắn vào, hắn không cách nào đào thoát ra được. Hắn cố gắng thi triển hạo thiên kính, chậm chạp hoạt động thân thể của mình, lại phát hiện không làm nên chuyện gì, cuối cùng vẫn bị hút vào trong động. Rừng cây, núi đá và các loại chim thú gần đó cũng bị nuốt vào, thật giống như cái động có thể thôn phệ tất cả. Lý Vân Tiêu rơi xuống dưới đất, không biết qua bao lâu hắn lại nhìn thấy ánh sáng. Hắn vội vàng vận chuyển chân khí, lăng không mà đứng, thân thể từ từ nhẹ đi, triệt tiêu lực rơi xuống, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Cái động này lại không phải đen kịt, ở phương xa có ánh sáng nhạt truyền tới. Thần thức của hắn quét qua, hoàn toàn không có thân ảnh của Vương Cường cùng Lạc Vân Thường. Ở trên không còn có rất nhiều hòn đá và cây cối rơi xuống. Trong đó lại vẫn nhìn thấy thi thể hai tên cường giả Vũ Tông. Hẳn là chết dưới một kích của thạch thú. Ngọn núi vốn có chắc đã không còn,
bị một kích của thạch thú đã xé nát ra, sau đó cái động này mới xuất hiện, hấp thu linh khí bên ngoài vào trong. Hắn lo lắng an nguy của Lạc Vân Thường, vội vàng chạy thẳng tới chỗ có ánh sáng. Sau khi xuất hiện tại nơi có ánh sáng, Lý Vân Tiêu lập tức sợ hãi, dĩ nhiên là một thông đạo, hơn nữa không biết dùng vật liệu gì xây thành, dùng tay gõ thì có tiếng trầm đục. Ọt ọt, hắn nuốt nước miếng, hắn chạm tay vào thì cảm thấy hàn khí lạnh như băng, hắn trong thời gian ngắn không cách nào phân biệt được đây là tài liệu gì. Thông đạo này chứng minh một chuyện, chính là trong Tu Di Sơn rất lâu trước kia từng có người ở lại. Đây là phát hiện quá rung động. Một trong bốn đại tiên cảnh của thiên vũ giới, duy nhất chỉ có Tu Di Sơn hạn chế tuổi. Vài vạn năm đến nay chưa từng có ngoại lệ bao giờ, hơn nữa đến thời gian nhất định thì sinh vật từ bên ngoài bị bắn ra. Trừ phi là chết ở bên trong không ra được, vậy ai có thể ở lại nơi này? Thông đạo này tỏa ra khí chất cổ xưa tang thương, giống như một quái thú hé miệng đang chờ hắn đi vào. Trừ thông đạo ra, không gian cũng không lớn, không có khí tức của Lạc Vân Thường, xác định vững chắc phải đi vào bên trong. Cho dù Lạc Vân Thường hay là vì lòng hiếu kỳ của mình, hắn vẫn tiến vào. Càng đi vào trong thì tâm tình khiếp sợ càng nặng, hai bên thông đạo thỉnh thoảng có dấu hiệu kỳ quái xuất hiện, Lý Vân Tiêu nhận ra những trận phù này, đó là từng khoa đầu văn, hắn dừng bước lại tham chiếu một phen, cũng không cách nào hiểu rõ hàm nghĩa trong đó. Nhưng có các loại khoa đầu văn trộn lẫn trong đó, hắn đã có thể khẳng định, thông đạo này lưu lại từ thời thượng cổ. Xem ra Tu Di Sơn quả nhiên không phải thiên địa tạo ra, ít nhất những đại năng thời thượng cổ có thể nắm chốt mở. Lý Vân Tiêu bình tĩnh, hắn lại dừng trước một văn tự cổ quái. Văn tự này là một trong số không nhiều khoa đầu văn mà hắn nhận ra, mặc kệ đại diễn thần quyết hay là đại giới thần quyết đều có xuất hiện qua. Hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng sờ lên, trong tay lập tức truyền ra cảm giác như bị điện giật. Hắn vội vàng thu tay lại, trong những văn tự này có quy tắc lưu truyền. Toàn thân Lý Vân Tiêu mồ hôi lạnh đầm đìa, trong nội tâm rung động khó nói nên lời. Nếu như mỗi chữ trên này đều là quy tắc, như vậy thông đạo này. Hắn không dám lại nghĩ tiếp, đột nhiên trong nội tâm khẽ động, một tay niết bí quyết, cũng có một khoa đầu văn màu vàng hiện ra, ấn vào chữ trên thông đạo. Hai chữ này nguyên vẹn hợp lại với nhau, chữ trên thông đạo tỏa ra kim quang lập lòe, kiểu chữ dường như sống lại, muốn thoát ra khỏi thông đạo. Kim quang chớp động không ngừng tràn ra, chữ và ký hiệu trong thông đạo như sống lại. Cái này, Lý Vân Tiêu quá sợ hãi, vạn phần cảnh giác, từ khi những văn tự và ký hiệu này kích hoạt, hắn cảm thấy một thức thật lớn không biết đã bao lâu chưa mở ra xuất hiện. Những quy tắc trong văn tự và ký hiệu không ngừng tuôn ra, cả thông đạo trở nên phong cách cổ xưa mười phần. Lý Vân Tiêu không dám vô lễ, vội vàng bắt quyết, muốn triệu hoán giới thần bi tới. Loại đồ vật mà từ thời đại thượng cổ lưu truyền tới nay, cho hắn cảm giác nguy cơ rất mạnh. Nhưng sắc mặt của hắn nhanh chóng đại biến, thông đạo này đã chặt đứt liên hệ giữa hắn và giới thần bi. Đột nhiên khoa đầu văn màu vàng kia cũng thoát ly khỏi thông đạo, lăng không thành hình, ngưng mà không tiêu tan. Ngay sau đó những văn tự và ký hiệu khác bay ra, không ngừng lưu chuyển trên không trung thông đạo, dựa theo trình tự nhất định xếp đặt lại. Trong lòng Lý Vân Tiêu phát khổ, không có giới thần bi, với thực lực của hắn tại nơi này chỉ có thể mặc cho kẻ khác xâm lược, những văn tự và ký hiệu này tạo thành trận pháp trên không trung, ngay cả hắn cũng không phân biệt được đây là trận pháp gì. Rất nhanh trận pháp vây quanh hắn không ngừng, cuối cùng cũng bay vào trong thân thể của hắn. Chỉ thấy hào quang lóe lên, thân thể Lý Vân Tiêu trực tiếp biến mất trong thông đạo. Cả thông đạo lại ảm đạm xuống, nhưng mà những văn tự, ký hiệu lại khắc ảo trong đá, giống như chưa có bất cứ cái gì xảy ra. Nơi này là... Lý Vân Tiêu phát hiện mình bị truyền tống đến một không gian đặc biệt, tất cả đều đen kịt. Trong lúc đó có âm thanh leng keng thanh thúy dễ nghe vang vọng, khi âm thanh không ngừng vang lên, dưới chân hắn xuất hiện bậc thang hào quang đi thông không trung. Hiện tại đã tới bước đường cùng, thần thức của hắn phóng ra xa, tất cả bên dưới đều là hư vô, chỉ có thể kiên trì bước lên bậc thang hào quang kia. Nếu đã cố ý chuyển hắn tới đây, chắc chắn sẽ không hại hắn. Hắn bước một bước lên cầu thang, lập tức một lực lượng kỳ dị từ cầu thang truyền tới, thông qua hai chân chảy vào trong người. Đây là lực lượng gì? Lý Vân Tiêu khiếp sợ, thì thào lẩm bẩm. Loại cảm giác này có cùng khí tức như đại diễn thần quyết cùng đại giới thần quyết. Loại lực lượng này chạy dọc theo kinh mạch toàn thân của hắn một lần, cuối cùng trầm tích trong đan điền, đối diện với khí hải xa xa.
Lý Vân Tiêu mừng rỡ trong lòng, loại lực lượng này cực kỳ cường đại bá đạo, hắn từng nghiên cứu thật lâu về đại diễn thần quyết cùng đại giới thần quyết, nhưng mà không có chút đầu mối nào. Bây giờ lại trực tiếp xuất hiện trong người của hắn, giống như đã trở thành một loại lực lượng của hắn. Hắn thử vận chuyển lực lượng kia, nếm thử vài chục lần, lại phát hiện không thể làm nó phản ứng chút nào, chỉ lẳng lặng lơ lửng ở trong đan điền, vô cùng yên tĩnh. Ai, xảy ra chuyện gì? Lý Vân Tiêu không biết nên vui hay nên buồn, lẩm bẩm. Bỏ đi, hơn phân nửa không phải chuyện xấu gì, chờ ra khỏi nơi quỷ quái này mới từ từ nghiên cứu sau. Hắn tiếp tục đi lên phía trước, mỗi khi đi một bước thì có lực lượng kỳ dị rót vào trong người, trầm tích trong đan điền, lực lượng kia càng ngày càng lớn. Không chỉ có như thế, từ khi lực lượng này chảy vào đan đi nề, khí hải cùng kinh mạch trở bành trướng. Sau khi đi hơn 10 bước, một đạo hào quang xuất hiện trên người của hắn, chính là hào quang đột phá. Vậy mà tiến giai, Lý Vân Tiêu cảm thấy vô cùng kinh ngạc, dùng tình huống thân thể của hắn, không có rất nhiều nguyên khí thì không thể trùng kích tiến giai. Nhưng bây giờ được lực lượng kỳ dị rót vào người thì tiến giai. Hắn ngẩng đầu nhìn qua phía trước, ngạc nhiên nói. Mới đi vài chục bước đã đột phá một tinh, mà nơi này ít nhất có mấy trăm bậc thang, chẳng lẽ ta có thể trực tiếp tiến giai lên Vũ Tông Vũ Hoàng? Hắn lập tức bị suy nghĩ này làm giật mình. Võ giả tu luyện mỗi một cảnh một tinh đều cần rất nhiều thời gian khổ tu và tìm hiểu mới có thể đột phá, gian nan trong đó người bình thường khó mà nhận ra được. Một ít người tư chất khá thấp mặc dù cố gắng như thế nào, cũng khó có thể vượt qua cửa khẩu rất cao, cả đời chỉ có thể dẫm chân tại chỗ. Sở dĩ Lý Vân Tiêu có thể tu luyện nhanh chóng như thế, chủ yếu còn là vì hắn từng là Vũ Đế đỉnh phong, lĩnh ngộ với thiên địa và quy tắc chính là Cửu Thiên đỉnh phong. Chỉ cần tích lũy đầy đủ thì không có bình cảnh nào cả, tương đương nuốt một quả cửu thiên cảnh đạo quả. Nhưng dù vậy, đối với chuyện thăng cấp khó hiểu hiện tại cũng cảm thấy rất ngạc nhiên cùng khiếp sợ. Nếu như cách này lại giúp tấn cấp, hàng tỷ người cần gì ngày ngày khổ luyện võ đạo, chẳng phải sẽ có hàng tỷ người thổ huyết buồn bực mà chết sao? Hắn thử chậm rãi tiến lên, lực lượng thần bí không ngừng rót vào trong thân thể, cuối cùng hội tụ vào đan điền. Hơn nữa thực lực đúng là có đề cao tương ứng. Nhưng không có nhanh chóng như lúc trước. Lần nữa đi hơn 80 bước mới có hào quang đột phá. Đây là bát tinh vũ quân. Đầu óc Lý Vân Tiêu choáng váng, cảm giác khó có thể tin. Nhưng nó thật sự phát sinh trên người của mình. Hắn không quản được rất nhiều như thế, tiếp tục đi lên trên, mấy trăm bậc thang rốt cuộc cũng đi xong, lực lượng trong đan điền đã nhỏ như nắm tay, hoàn toàn không thua gì khí hải. Mà tu vị của hắn cũng trực tiếp đột phá tứ tượng cảnh. Bước vào ngũ hành cảnh Vũ Vương. Vũ Vương a hát. Lý Vân Tiêu khó có thể tin vung vẩy tay làm trưởng, từng vòng ngũ hành chi lực vần quanh người của hắn, chính là tiêu chí của cường giả ngũ hành cảnh Vũ Vương. Loại lực lượng này rốt cuộc là cái gì? Vì sao ở trong đan điền của ta lại không thể vận chuyển nó? Hắn trầm tư một lát, cũng không suy nghĩ thêm nữa, tạm gác chuyện này lại, về sau từ từ nghiên cứu. Giờ phút này ánh mắt của hắn nhìn thấy Ngọc Đài. Ngọc đài sáng bóng như những bậc thang mà hắn đi qua, ôn nhuận như ngọc, phía trên không có cái gì, nó chỉ giống thông đạo lúc trước, trên đó khắc ký hiệu và khoa đậu văn màu vàng, dường như đang truyền tin tức nào đó. Lý Vân Tiêu nhíu mày, dùng tay sờ qua những chữ kia, đều có cảm giác bị điện giật. Tay của hắn sờ lên những ký hiệu mà hắn nhận ra, do dự một hồi. Nếu như cũng giống lối đi kia, ấn một ký hiệu, không biết có chuyện gì sẽ xảy ra, dù sao nơi này quá mức cổ quái. Nhưng mà lòng hiếu kỳ sẽ hại chết mèo, tay của hắn có kim quang lóe lên, một ký hiệu cùng loại ẩn vào đó, hợp hai làm một với ấn ký trên ngọc đài. Quả nhiên cũng giống như trong thông đạo, kim quang lóe sáng lên, đảo qua cả ngọc đài, văn tự phía trên bị kích hoạt. Một văn tự thoát ra khỏi ngọc đài, huyền phù trên không trung, không ngừng lập lòe. Trong lòng Lý Vân Tiêu chấn động, lập tức khẩn trương. Loại tình hình này giống hệt đại diễn thần quyết, đại giới thần quyết. Dường như cũng là một loại thần quyết cực kỳ lợi hại. Nhưng hiện ra như thế hắn không thể học được, chỉ có thể lo lắng suông. Hắn cưỡng ép nhớ tất cả văn tự vào trong đầu, nhưng mỗi khi nhớ kỹ một chữ thì lập tức lại quên đi. Căn bản không cách nào bằng vào trí nhớ ghi nhớ được. Rất nhanh, hào quang của văn tự kia từ từ tối lại, cuối cùng biến mất trên không trung không thấy gì nữa. Trên ngọc đài xuất hiện một cái động, từ bên trong có hộp ngọc bay lên. Bên trong có một thanh tiểu kiếm nằm đó.
Thần thức Lý Vân Tiêu đảo qua, thanh kiếm nhỏ màu vàng kim này hết sức kỳ lạ, vậy mà không phải huyền khí, nhưng không biết là dùng tài liệu gì chế tác, vậy mà có thể ngăn cản thần thức của hắn điều tra. Cẩn thận đặt ở nơi này như thế, hiển nhiên là bất phàm. Hắn bất chấp nhiều như vậy, trực tiếp lấy tiểu kiếm màu vàng kia, trong tay cảm giác vô cùng nhẹ. Trong lúc này cả không gian chấn động, từng mảng lớn màu đen vỡ ra, hào quang xuất hiện. Không gian sắp sập. Lý Vân Tiêu cả kinh, nhưng hắn nhanh chóng chấn định lại. Bởi vì vị trí của hắn đứng rất vững vàng, hơn nữa thần thức trải rộng ra, lập tức phát hiện bên ngoài chính là Tu Di Sơn, hơn nữa còn nghe được tiếng người. Bên trong Tu Di Sơn, trên một biển linh khí hóa dịch lại xuất hiện một đại điện lơ lửng. Đỉnh đại điện tiến vào trong mây, phía dưới tiến vào linh hải, vàng làm gạch, bạch ngọc làm dai, trang nghiêm to lớn, khí tức trang nghiêm túc mục từ trong đại điện truyền ra. Trước đại điện không ngừng có bóng dáng nhân loại xuất hiện, sớm có rất nhiều võ giả hội tụ tại nơi này, ánh mắt mỗi người mang theo vẻ kích động và hưng phấn. Bảo điện trong truyền thuyết, không ngờ bọn họ lại gặp được. Mỗi người có thể tiến vào nơi này, đều có thêm rất nhiều địa đồ võ giả miêu tả ra. Trong truyền thuyết vị trí hạch tâm của Tu Di Sơn có một tòa thần điện đỉnh thiên lập địa, gọi là Tu Di Thần Cung. Trong đó có chỗ tốt vô cùng vô tận, nếu có thể có được một hai món đồ, con đường tu luyện ngày sau trở nên bằng phẳng, không còn trở ngại. Truyền thuyết này vẫn lưu truyền trong các đại phái, nhưng không có mấy người có thể chứng minh là đúng. Nó chỉ ghi lại trong các tông môn mà thôi, mơ mơ hồ hồ lục lọi ra một ít manh mối. Trước khi Tu Di Sơn lần này mở ra, chuyện này đã lưu truyền ra, cơ hồ tất cả thế lực đều mang tâm tình chờ đợi thần cung này xuất hiện. Không thể ngờ Tu Di Thần Cung thực tồn tại, hơn nữa bọn họ còn tìm được. Tất cả mọi người kích động khó nói lên lời, nhưng làm cho mọi người phát điên là, thần cung này lại đóng kín bốn phía, không có bất kỳ cửa vào. Không ít người thử thăm dò công kích cung điện, lại không có tác dụng gì, ngay cả nửa điểm gợn sóng cũng không có. Cuối cùng nhất những người này dần dần tuyệt vọng, nhưng lại không nỡ bỏ đi. Vì vậy dứt khoát trực tiếp tu luyện trước đại điện. Linh khí ở nơi này còn nồng đậm hơn bất cứ nơi nào cả, cả đại điện tỏa linh khí như biển cả. Tu luyện tiến triển cực nhanh. Theo không ít người từ bốn phương tám hướng tìm tới, cuối cùng nhất vẫn không tìm được cửa vào, bất đắc dĩ dẫm chân tại chỗ, dần dần đám người nhiều lên, vậy mà có tới hơn trăm người. Đây là... Đột nhiên một người từ đằng xa chạy tới, trong tay đang nắm một nữ tử, hai mắt nhìn chằm chằm vào cung điện kia, vẻ mặt cuồng hỉ nói. Ha ha, tìm được, vậy mà trong lúc vô tình để cho ta tìm được, ha ha. Người này chính là Vương Cường, kích động vui sướng hoa chân múa tay. Đột nhiên cảnh giác lên, hắn bắt lấy Lạc Vân Thường nhìn qua sau lưng. Chỉ thấy ở phía sau có một người chạy tơ uy dầm, chính là Chu Tử Nguyên. Vương Cường cau mày nói. Lý Vân Tiêu đâu rồi? Chu Tử Nguyên cũng nhìn qua cung điện xa xa, vẻ mặt đầy khiếp sợ, nhưng rất nhanh phục hồi tinh thần lại, nói. Hắn không phải đi ra sao? Hắn đi trước ta à? Cái gì? Vương Cường cả kinh, vội vàng nhìn khắp nơi, sắc mặt âm trầm nói. Chuyện phiếm gì đó, hắn căn bản không có đuổi theo ta, vẫn ở đằng sau ta, mà ta sau khi đi ra cũng không thấy có người nào. Chu Tử Nguyên ngẩn ngơ, nhìn qua thần sắc Lạc Vân Thường, biết rõ Vương Cường cũng không có nói dối, lập tức kinh ngạc, nói. Làm sao có thể, đây là thông đạo lối đi thẳng tắp mà, trong đó cũng không có chỗ rẽ. Hắn đi ở giữa chúng ta đều đi ra, vì sao hắn biến mất? Đồng tử Vương Cường hơi co lại, thất thanh nói. Các ngươi mau nhìn, căn bản không có lối ra gì, chúng ta đi ra từ đâu? Chu Tử Nguyên cùng Lạc Vân Thường cũng giật mình không thôi, vị trí bọn họ đứng là biển linh khí mênh mông, làm gì có thông đạo nào. Cái này, thời điểm ba người ngây ngốc, trong lúc này một người chật vật lăng không chạy đến, dĩ nhiên là Dương Phương Chu, toàn thân máu tươi đầm đìa, trọng thương không thôi. Hắn đúng là bị thạch thú gây thương tích, lại bị hút vào trong lòng đất, theo thông đạo tới đây. Dương Phương Chu, Chu Tử Nguyên cả kinh nói. Ngươi đi ra từ nơi này. Dương Phương Chu vừa thấy mấy người, lập tức lộ ra vẻ cảnh giác, nói. Còn có thể ở đâu, không phải đi theo đằng sau các ngươi, đi vào thông đạo hay sao? Hắn nhìn thấy thần sắc cổ quái của mấy người, sau đó quay đầu lại và ăn cả kinh, linh khí mênh mông, làm gì có thông đạo nào? Chu Tử Nguyên vỗ đầu một cái, nói.
Ta hiểu rồi, đây là thông đạo không gian đơn hướng. Đi ra thì không về được. Hắn nhìn qua Dương Phương Chu nói. Còn có mấy người còn sống? Dương Phương Chu cau mày nói. Ta không quá rõ ràng, còn có mấy người a? Ta không biết nữa, sau khi rơi vào huyệt động thì vội vàng tìm lối ra. Vương Cường mặt âm trầm, nói. Còn có nhìn thấy Lý Vân Tiêu? Dương Phương Chu nghe cái tên này, lập tức sát khí ngập trời, hai mắt đỏ bừng nói. Hắn ở đâu, ta muốn giết súc sinh này. Trên mặt đám người Chu Tử Nguyên đầy vẻ cổ quái, Lý Vân Tiêu đi ở giữa bọn họ lại biến mất khó hiểu. Đây là chuyện quá kỳ quái. Lạc Vân Thường thì lo lắng không thôi, cũng nhịn không được tự trách mình. Nếu không phải vì mình vướng víu thì làm sao có chuyện này. Mặc kệ, vậy mà để cho chúng ta tìm được Tu Di Sơn Thần Cung, lần này phát đạt. Chu Tử Nguyên trong mắt sáng lên nói. Bên trong có bảo bối, giá trị không dưới thất túc đạo quả, lần này đúng là nhân họa đắc phúc. Hắn vội vàng chạy tới chỗ thần cung kia. Dương Phương Chu cũng nhìn qua đại điện, sau khiếp sợ là đại hỉ, cũng chạy như điên. Vương Cường sắc mặt vô cùng âm trầm, Lạc Vân Thường nắm trong tay hoàn toàn là vướng víu. Nhưng giết cũng không dám, thả cũng không dám, chỉ sợ Lý Vân Tiêu không chết, nếu đụng phải lần nữa thì xong đời, thực lực tiểu tử kia quá thần bí khó lường. Sau khi do dự một lúc vẫn kéo Lạc Vân Thường đi về hướng thần cung. Chỉ thấy mấy người vây quanh Tu Di thần cung từng vòng, còn có mấy người ra tay công kích, nhưng mà công kích vô công. Trước thần cung sớm có mấy trăm người xuất hiện, tất cả đều vẻ mặt bình tĩnh, đang lẳng lặng tu luyện. Cái này, Vương Cường lập tức phát hiện tình huống, bốn phía thần cung là như nhau, không có cửa vào, hoàn toàn mở không ra. Lạc Vân Thường, đột nhiên một âm thanh kinh hỉ truyền đến, một thân ảnh tịnh lệ lóe lên trong đám người, đưa mắt nhìn qua thì sắc mặt khẽ biến. Vương Cường cả kinh, cảnh giác bắt, ấy Lạc Vân Thường, năm ngón tay như móc câu đặt vào cổ của nàng. Ngươi là người phương nào? Vân Thiếu đâu? Người kia đứng lại, đúng là Đinh Linh Nhi, thân ảnh của nàng chớp động đi tới trước người Vương Cường, sắc mặt băng hàn như nước. Vương Cường vội vàng sau lùi lại mấy bước, quát. Đừng tới đây, nếu không ta giết nàng. Năm ngón tay của hắn siết chặt, lập tức tiến vào da thịt trắng bóng của Lạc Vân Thường. Đinh Linh Nhi nhẹ nhàng cười cười, nghiền ngẫm nói. Thực khôi hài, ta và nàng không thân không quen, người vậy mà cầm nàng uy hiếp ta. Nàng khẽ cười một tiếng, thân ảnh như yến đánh úp lại, cười nói. Muốn giết ngươi liền giết đi. Vương Cường kinh hãi, Lạc Vân Thường không chỉ không thể làm tấm mộc, ngược lại thành vướng víu, giết cũng không phải, thả cũng không xong. Mà Đinh Linh Nhi một trưởng đã đánh tới, uy lực mạnh mẽ, chính là vũ tông hàng thật giá thật. Hắn khẩn trương vội vàng bỏ qua Lạc Vân Thường, song trưởng đều xuất hiện đối trưởng với Đinh Linh Nhi, lập tức bị đánh bay ra sau. Tuy hắn có tổn thương trong người, nhưng lại phát hiện mặc dù chính mình toàn thịnh cũng không phải đối thủ của cô gái này, lập tức lui về phía sau, né ra xa xa. Đinh Linh Nhi cũng không có đuổi theo, mà là nhàn nhạt nhìn qua Lạc Vân Thường, nói. Ngươi không sao chớ, Vân Thiếu đâu. Lạc Vân Thường cái mũi đau xót. Vội vàng mang Tao Ngộ trên đường nói một lần, Đinh Linh Nhi nghe xong trên mặt lạnh như băng. Nàng trầm tư một lát sau, nói. Vân Thiếu nhất định là có Tao Ngộ khác, nếu không thì ở giữa các ngươi, chỉ có một cái lối đi thì không thể nào biến mất đơn giản như thế. Yên tâm đi, bằng vào thực lực của hắn, cho dù là khó khăn gì cũng có thể biến nguy thành an. Trong nội tâm của nàng cũng không yên ổn, nhưng nhìn thấy bộ dáng vạn phần tự trách của Lạc Vân Thường thì không nhịn được an ủi nàng. Lạc Vân Thường bi ai nói. Nếu như hắn có việc gì, cả đời này của ta sẽ không an tâm được. Đinh Linh Nhi nghe xong trong lòng tức giận, mắng thầm, người cả đời không an tâm thì liên quan gì tới ta, nghe người nói thì ta hiện tại cũng bắt đầu không an tâm rồi đấy. Nàng tức giận không hề để ý tới Lạc Vân Thường, một lần nữa tìm nơi ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục tu luyện. Nhưng mà cảm xúc bực bội quấn quanh trong lòng, rốt cuộc không cách nào nhập định được. Đây không phải Linh Nhi sao? Một nam tử trẻ tuổi chẳng biết lúc nào xuất hiện bên cạnh Đinh Linh Nhi, trong tay của hắn cầm quạt xếp, nhẹ nhàng lay động, phong độ nhẹ nhàng ưu nhã cười nói. Không thể ngờ tại nam vực xa xôi này lại gặp được nữ tử mà ta yêu mến. Chậc chậc, đã hơn một năm không gặp mặt, Linh Nhi càng trở nên càng xinh đẹp. Thủy Lạc Yên so với ngươi còn kém hơn nhiều. Sắc mặt Đinh Linh Nhi đại biến,
không thể ngờ lại gặp phải người này, phẫn nộ quát. Đường Nguyên, cút cho ta. Đường Nguyên lạnh lùng cười cười, cũng không có tức giận, dường như đã quen thái độ của Đinh Linh Nhi với hắn, cười nói. Nơi này cường giả tụ tập, rất nguy hiểm, ta vẫn nên lưu lại bảo hộ Linh Nhi a. Ai cần ngươi bảo hộ, nếu ngươi không đi ta giết ngươi. Đinh Linh Nhi dường như hết sức tức giận, trong đôi mắt muốn phun ra lửa. Hừ, Đường Nguyên dường như cũng kiêng kỵ thực lực của nàng, cười lạnh nói. Hiện tại cho ngươi mạnh mẽ một hồi, chờ đợi thương minh lưỡng hội năm nay, cả thiên nguyên thương hội sẽ biến thành đồ chơi trong tay của ta, tự nhiên cũng có cả ngươi trong đó. Đến lúc đó ta sẽ để ngươi nhận được chỗ tinh tế dưới háng của ta, ha ha, ha ha. Hắn tùy ý cười ha hả, không coi ai ra gì. Đinh Linh Nhi bị vũ nhục lớn lao, trên mặt đỏ bừng nhỏ ra máu, rốt cục có một đạo kim quang bay ra khỏi tay của nàng. Đôi tay trắng nõn của nàng không biết đã mang bao tay trong suốt từ khi nào, đánh ra mấy chục trưởng liên tiếp, trưởng ảnh đầy trời đánh thẳng vào Đường Nguyên. Một năm không gặp, tu vị Linh Nhi lại có tinh tiến, chặc chặc. Đường Nguyên lộ ra vẻ tham lam, thân thể không ngừng né tránh trưởng ảnh, vậy mà toàn bộ đều né tránh. Bộ pháp của hắn mặc dù không thần kỳ như Lý Vân Tiêu, nhưng lại coi được đến cực điểm, thi triển ra giống như công tử văn nhã, tiêu sái trôi chảy. Đường Nguyên cũng thích nhất thi triển bộ pháp này trước mặt nữ nhân, cho nên luyện vô cùng kỳ diệu, rất có tinh túy của bộ pháp này, thực sự khi đối địch thì thực lực vẫn tăng nhiều. Hai người chiến đấu rất nhanh, cũng may không gian này vô cùng to lớn, hai người đều là vũ tông, trong lúc nhất thời cũng không thể phân ra thắng bại. Hai người đều xuất thân cao tầng thương minh cho nên các loại chiêu thức rực rỡ chói mắt, làm cho nhiều người dừng tu luyện quan sát. Hai người này mạnh thật, xem tuổi thì chỉ vừa 20, không ngờ tu vị cao như thế. Không biết là đệ tử của thế lực phương nào, vũ kỹ không cái nào không phải tồn tại cường đại. Vừa rồi nghe bọn họ nói chuyện, dường như là thành viên bảy đại thương minh. Thế lực của thương minh đủ sánh vai thế lực siêu cấp đấy. Nam tử kia thực lực hiển nhiên còn cao hơn một chút, nhưng chiêu thức quá sức tưởng tượng. Một đám người mừng rỡ xem náo nhiệt, chỉ trỏ, rất thích ý. Lạc Vân Thường cố tình đi lên hỗ trợ, nhưng bất đắc dĩ thực lực kém quá lớn, trong nội tâm thập phần sa sút. Ở Thiên Thủy Quốc nàng xem như cường giả một phương, bây giờ ở trước mặt rất nhiều thiên tài của các thế lực lớn, nàng thật sự quá nát. Đường Nguyên cặn bã, ít làm mất mặt thương minh chúng ta. Nghe mọi người nghị luận nhao nhao, một nam tử mặc cẩm y nói ra, hai tay nắm chặt, dường như muốn ra tay. Trên trường bào của hắn thuê lên không ít ấn ký tiền đồng, biểu hiện ra thân phận của mình, không ít người kiêng kỵ bỏ đi xa xa. Tiền vô địch, hai người bọn họ đánh nhau liên quan gì tới ngươi? Ngươi cũng muốn tham gia náo nhiệt, người ta đang liếc mắt đưa tin, vô cùng ân ái, ngươi ghen. Khanh khách, một giọng nữ tử trêu chọc vang lên, đúng là Thủy Lạc Yên. Đứng bên cạnh nam nhân cẩm y, trong mắt nhìn Đinh Linh Nhi cùng Đường Nguyên hai người, hàm xúc thú vị nói không nên lời. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 24.